Thần Võ Chiến Vương tập 22. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh youtube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. chương 421, Ngươi, không thể tha thứ. Đội trưởng, bên trong đã bị cướp sạch hết sạch, trong đội ngũ những người khác từ trong Hoàng Cung đi ra, đầy mặt nghi hoặc. Giang thần cũng từ chân núi bay lên, ba bộ thi thể đã chôn cất, đồng môn một hồi, không cùng xuất hiện cũng không có cửu hận giang thần trình thanh cảm nhận được bảo vật ở một phương hướng nên chính là này trong hoàng cung mang ý nghĩa là hung thủ kia hàn thi minh nói rằng nghe nói như thế trong đội ngũ những người khác hận không thể hiện tại chạy đi bất quá bọn hắn rất nhanh phản ứng lại người khác nhanh chân đến trước là chuyện bất đắc dĩ lại đi yêu cầu vậy thì là cướp bọn họ không thể mất mặt mũi làm việc này có điều người kia giết chết ba tên anh hùng điện đệ tử Giang thần có thể coi đây là từ đi tìm đi. Đến thời điểm, Giang thần thân là đội ngũ một thành viên, bọn họ đương nhiên cần giúp đỡ, người kia chết rồi, bảo vật liền trở thành vật vô chủ. Hết thảy đều có thể danh chính ngôn thuận A, người cảm ứng được bảo vật phương pháp đến cùng là làm sao hoạt động. Giang thần không có nóng lòng tỏ thái độ, cũng không gặp có bất kỳ sự thù hận. Ở nhất định bên trong phạm vi, có thể cảm ứng được bất động bất động, nhưng ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ đồ vật trình thanh không kiên nhẫn nói rằng hiện tại người kia là dừng lại có thể chỉ cần hơi động ta lập tức mất đi cảm ứng vượt qua phạm vi nên cái gì đều không còn nghe nàng nói như vậy những người khác đều rất lo lắng ta cùng bọn họ vô thân vô cố không biết bởi vì bảo vật làm bộ phải báo huyết hải thâm cừu giang thần nói rằng ngươi không biết là sợ chưa có chúng ta ở a à? trình thanh không tin thuyết pháp này ngữ khí mang theo sâu sắc oán giận Giang Thần chỉ là nhìn nàng một cái, mắt sáng như đuốc, khiến cho thân thể nàng bắp thịt đều cứng ngắc lên, miệng vững vàng nhắm lại. Nhưng làm anh hùng điện một thành viên, ta nhất định phải vì bọn họ báo thù. Vậy thì đi a. À, có nhân không hiểu hắn tại sao còn muốn nói tới sao nhiều. Sự nói rõ trước, chỉ có thể từ ta tự mình động thủ. Giang Thần nói ra tại sao vẫn còn ở nơi này làm lỡ thời gian nguyên nhân. Hàn Ti Minh nghe hiểu ý của hắn, nói ta rõ ràng có thể phong tuyệt trần đều chết thảm với tên kia sẽ có hay không có chút miễn cưỡng những đội viên khác chậm một nhịp không nghĩ tới giang thần còn ở xoắn suýt cái này cũng không biết nên nói cái gì đội trưởng chúng ta trước hết dẫn hắn đi đến thời điểm hắn không được chúng ta trở lên trình thanh truyền âm nói được hàn ti minh tiếp thu đề nghị này một câu nói phân biệt đáp ứng hai người chặt chẽ đón lấy đội ngũ ở trình thanh dẫn dắt đi tiếp tục tiến lên các ngươi nói Hắn có phải là nghĩ độc chiếm bảo vật a? À? Muốn một người ra tay, có đạo lý, trên đời nào có như vậy thuần túy người. Nhưng hắn liền Phong Tuyệt Trần cũng không sánh nổi, làm sao đối phó có thể dễ dàng giết chết Phong Tuyệt Trần người. Ha ha ha, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Đội ngũ người thông qua thần thức truyền âm giao lưu, cái kia tràn ngập trêu chọc ánh mắt vô tình hay cố ý rơi giang thần trên người. Chỉ có Hàn Ti Minh biết, giang thần sở dĩ làm như vậy liền như hắn nói như thế. Hắn càng mạnh hơn, tiến vào bí tàng trước, giang thần cảnh giới còn mới là tầng 3, hiện tại biến thành tầng 5. Ba ngày, biến hóa lớn như vậy, tự nhiên là bí tàng công lao. Hoặc là, hắn thật sự có có thể có thể làm được. Không bao lâu, đoàn người đi tới một chỗ lớn thác nước, ở dòng chảy xiết bên trong một tảng đá lớn trên, có cái thanh niên chính thành thơi nằm ở cái kia, trong miệng ngậm một cái cỏ xanh. Hắn phảng phất không phát hiện đội ngũ đến, không nhìn thẳng đến xem. Các ngươi quấy rối ta nghỉ trưa, nghĩ kỹ muốn bỏ ra cái giá gì sao? Nhưng ở đội ngũ lấy bước kế tiếp hành động thời điểm, thanh niên đột nhiên mở miệng. Vẫn không có nhìn về phía mọi người, con mắt khép hờ. "Ngươi không phải Tà Vân Điện, tại sao muốn giết vừa nãy anh hùng điện người?" Hàn Ti Minh hỏi. Bởi vì bọn họ không trả lời ta vấn đề, thanh niên ngồi dậy, đầy hứng thú đánh giá những người này, nói, "Nói như vậy, các ngươi là anh hùng điện người lạc?" không tính toàn phải giang thần đi tới mọi người phía trước mở miệng nói vậy ta liền hỏi một cái bọn họ không hề trả lời tới vấn đề thanh niên cười nói hàn ti minh chờ nhân căng thẳng trong lòng không nghi ngờ chút nào nếu như trả lời không được người này liền muốn mở giết cứ việc thanh niên vẫn là lười biếng dáng vẻ có thể vô hình chung cảm giác một ngạt đã gọi nhân không chịu được vấn đề gì giang thần nói rằng rất khó tin tưởng Giang Thần còn có thể thản nhiên đối mặt, bình tĩnh nói. Các ngươi Giang Thần, ở đâu? Thanh niên hỏi ra một cái đối với Hàn Ti Minh đám người tới nói phi thường khiếp sợ vấn đề. Ngay ở trước mặt Giang Thần hỏi Giang Thần ở đâu, rõ ràng cũng không quen biết, có thể phần này chấp nhất sát nghiệp, lại là xảy ra chuyện gì? Người nhân vì là vấn đề này, giết chết vừa nãy ba người. Giang Thần lạnh lùng nói, xem ra, người cũng biết vấn đề đáp án. Thanh niên hứng thú càng nồng, đã đứng dậy. Xác thực, ta biết hắn ở đâu. Giang thần nói rằng, nói cho ta, ta liền lòng từ bi tha các ngươi một mạng. Thanh niên lúc nói chuyện, hai mắt hiện ra tinh mang. Trình thanh đám người liền ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Ta liền phải giang thần nói rằng, thanh niên hít mắt lại, nói, người nói người chính là giang thần. Đúng thế, là ngươi giết chết úy chỉ hoành. Thanh niên lại hỏi, nguyên lai, hắn chính là úy chỉ tam kiệt một trong, đem giang thần xem là săn giết mục tiêu, và những người khác cạnh tranh úy chỉ thiên. Nghe đến đó Hàn Ti Minh, cũng rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ngươi là úy chỉ ra, giang thần hỏi, ha 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 ha, thanh niên không hề trả lời, trái lại ầm ý cười to, khí thế bức người, ngàn trượng thác nước bởi vậy chảy ngược bất động. Mãi đến tận tiếng cười hạ xuống, ngân rồng mới mạnh mẽ xông tới mà xuống. Ta tìm người ba ngày ba đêm, không nghĩ tới chính ngươi chạy đến trước mặt của ta đến, ta nên nói cái gì cho phải đây? Úy chỉ thiên nói rằng, vậy ngươi có thể phải cố gắng nghĩ rõ ràng. Giang thần nói rằng, bởi vì nào sẽ là của ngươi di ngôn? Ơ, ờ, úy chỉ thiên hú lên quái dị, vẻ mặt làm ra vẻ khuếch đại, có thể mang cho người ta cái kia phân cảm giác một ngạt nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Ở giang thần phía sau đám người ngoại trừ hàn ti minh, đều không tự chủ được lùi về sau. Giang thần, thực lực của hắn vượt xa dự liệu, xuất thủ một lượt đi hàn ti minh không dám có chút bất cần không cần ta một người giang thần vẫn như cũ cố ý khi đến quyết định hàn ti minh không quá yên tâm nhưng bị trình thanh ngăn cản nàng nói rằng đội trưởng nếu hắn nhất định phải như vậy liền để hắn đi cũng làm cho chúng ta thăm dò cái tên này có bản lãnh gì lần này nàng không phải dùng truyền âm mà là thoải mái nói ra bởi vì nàng cảm thấy giang thần hợp không hợp tác cũng không đáng kể xem ra của ngươi đội hữu đối với ngươi không yên lòng a à. Úy chỉ thiên chào phúng nói. Đây chính là người nghĩ kỹ gì ngôn sao. Úy chỉ thiên nụ cười hơi thu lại, tức giận lặng yên biểu lộ. Hắn nói, úy chỉ hoành, hẳn là bị ngươi cái miệng này nói chết đi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ thân thân thể sẽ đến hắn là chết như thế nào. Như ngươi vậy mạnh miệng người, ta gặp quá nhiều, ở ta đem ngươi đánh đổ thời điểm, đều sẽ khóc ròng ròng cầu ta tha thứ. Úy chỉ thiên nói rằng, nhưng ngươi lời nói mới rồi, không thể tha thứ chương 422, Thủy Khắc Hỏa, thực sự là giả bộ, gọi nhân buồn nôn, vừa nãy ta anh hùng điện ba cái đệ tử, đao kiếm không ra khỏi vỏ, quỳ trên mặt đất hướng về ngươi xin tha, người vẫn như cũ vô duyên vô cớ giết bọn họ. Giang thần không chỉ có không có phát sợ, trái lại trên người phong mang càng ngày càng ác liệt. Bị trực tiếp vạch trần úy chỉ thiên có chút lúng túng, dùng cười gần để che giấu. Cẩn thận, mặt sau hàn ti minh vội vàng nhắc nhở chỉ thấy úy chỉ thiên hai tay mở ra hướng về trên nhất, thác nước nước ở biến hóa, thanh thế hùng vĩ, nghịch lưu lăn lộn. Một giây sau, úy chỉ thiên hai tay hợp nhất, bàn tay phát sinh lanh lảnh tiếng vỗ tay, mãnh liệt sóng giữ hóa thành hai con rồng nước bao phủ hướng về giang thần. Không được, hàn ti minh nhìn ra rồng nước lực xung kích cùng lực sát thương, hoàn toàn biến sắc. Này một chiêu bày ra công lực thâm hậu, cùng hắn không phân cao thấp. Chuẩn bị sẵn sàng, tình huống không đối lập lập tức đi. Hàn Ti Minh truyền âm phân phó nói. Nhưng mà trình thanh đám người ý chí xa sút đầy mặt sợ hãi, đều bị úy chỉ thiên biểu hiện ra thực lực dọa đến. Dòng nước bay ngang qua bầu trời, trên dưới lăn lộn, mặt nước tỏa ra một tầng ánh sáng màu bạc. Một kiếm phá vạn pháp, ở dòng nước đem chính mình nuốt hết trước, giang thần vung ra một chiêu kiếm, xích tiêu kiếm từ hai con rồng trung gian chém xuống. Cầu vồng giống như ánh kiếm phảng phất là muốn lê ngày. Phong mang hạ xuống thời gian, bọt nước bay lượn, nộ rồng rít gào, tung tóe năng lượng tàn phá trên không trung. Cách đến gần đây trình thanh đám người ngực khó chịu, sắc mặt tái nhợt. Ở hàn ti minh mệnh lệnh ra, lùi lại lui nữa. Thật mạnh, ở lùi tới áp lực ở ngoài phạm vi sau, trình thanh không từ bật thốt lên. Nàng không chỉ nói là ý chỉ thiên, còn có giang thần. Giang thần là mục tiêu chủ yếu, chịu đựng áp lực không phải bọn họ những này chịu ảnh hưởng người có thể so với. Nhưng hắn sừng sững bất động, nhân hòa kiếm kiếm trong tay hình thành một cái tam giác hình thành tấm chắn thật sự có tài mà úy trì thiên cũng rất bất ngờ ở dòng nước muốn tản ra trước hai chân phát lực dưới chân nham thạch phá nát thành cha nhân như mũi tên nhọn giống như vò tới dòng nước bên trong dòng nước bị một chiêu kiếm bị phá hỏng nương theo của hắn đến triệt để mất đi hình dạng nhưng trái lại trên không trung hình thành một mảnh thủy vực đem hắn cùng giang thần bao ở bên trong không được hàn ti minh ý thức không ổn này úy chỉ thiên rõ ràng là nước tâm ý cảnh đại thành. Ở trong thủy vực, giang thần hoàn toàn bị khắc chế. Giang thần công lực ngăn trở muốn ngập không có mình nước, mà úy chỉ thiên ở bên trong nước khác nào cá bơi lội. Một đôi nắm đấm thủ thế chờ đợi, ra quyền thời điểm, quyền kình cùng sóng nước dâng trào ra. Giang thần biết tiếp tục nữa gây bất lợi cho chính mình, trong cơ thể thiên phượng chân huyết sôi trào lên. Vô cùng vô tận liệt diễm tuôn ra, nhanh chóng bốc hơi lên thủy vực hắn lại vẫn nắm giữ như thế cao hỏa tâm ý cảnh hàn ti minh phi thường bất ngờ ở của hắn quan sát hạ hắn biết giang thần am hiểu chính là phong kim khác biệt ý cảnh võ học nhưng là hiện tại biểu hiện ra hỏa tâm ý cảnh muốn so với kim tâm ý cảnh cao hơn nữa có điều này không sáng suốt a à. nước khắc hỏa giang thần thông qua ngọn lửa hừng hực bốc hơi lên thủy vực tiêu hao lớn vô cùng kinh nghiệm chiến đấu không đủ đi hàn ti minh nghĩ đến dù sao giang thần còn trẻ nếu như là hắn, sẽ dùng ngọn lửa hừng hực phá vòng vây đi ra ngoài. Người cảnh giới so với ta thấp, công lực so với ta yếu, nhưng mà người còn so với ta ngu xuẩn. Úy chỉ thiên cũng phát hiện điểm ấy, khóe miệng hiện ra một tia độ cong. Truyền âm một câu, hắn vào tới giang thần 10 mét bên trong phạm vi, song quyền không ngừng nổ ra. Theo hắn cái kia khủng bố quyền kinh, trong thủy vực hình thành một luồng cắn giết vòng xoáy, lấy giang thần làm trung tâm không ngừng lớn mạnh. Giang thần liệt diễm bị tưới tắt, ngăn cách dòng nước cái lồng khí khác nào vỏ trứng gà, bắt đầu từng tia một vỡ tan. Thấy không, nước khắc hỏa, ta chỉ cần nhẹ nhàng phát lực, người liền không xong rồi. Úy chỉ hoành phảng phất đã thấy giang thần thê thảm kết cục. Nước khắc hỏa, như vậy, cái gì khắc nước đây? Giang thần phản hỏi một câu, biểu hiện căn bản không giống như là đại họa lâm đầu dáng vẻ. Ở úy chỉ thiên kỳ quái thời điểm, giang thần đột nhiên triệt đi cái lồng khí, nhất thời, dòng nước đem hắn nuốt chừng, cắn giết lực lượng muốn xé rách thân thể của hắn. Lôi đình thần giáp, lôi hạch toàn mở, giang thần nổ quát một tiếng, trong cơ thể phóng ra tia sáng chói mắt, mãng xà giống như thô to tia điện ở trong thủy vực lóng lánh mà ra. Không tốt, Ý chỉ thiên hoàn toàn biến sắc, muốn lùi về sau, kết quả thân thể không bị khống chế, tiếp theo bắt đầu kịch liệt co giật. Sát na kiếm pháp, thức thứ nhất, giang thần ánh mắt ngưng lại, sử dụng sát chiêu, cứ việc là ở bên trong nước, tốc độ vẫn như cũ không giảm, đi vội vã. Chỉ là lần này, ở bên trong nước lưu lại vết kiếm, không giống như là lúc trước người khác con mắt đều theo không kịp liền kết thúc. Thế nhưng, cũng chỉ có hàn ti minh cảnh giới mới có thể thấy rõ ràng vết kiếm. Những người khác chỉ có thể nhìn thấy sóng nước kịch liệt lăn lộn. Quỷ thần giáp, đã trúng mấy kiếm sau, úy chỉ thiên miễn cưỡng phản ứng lại, sử dụng tới úy chỉ ra bản lĩnh gộc. Đồng thời hơi suy nghĩ, hết thảy nước ào 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 hạ xuống. Làm sao, sợ sao, Đối mặt quỷ thần giáp, Giang thần bỏ dở kiếm chiêu của chính mình, đùa cợt nói. Hai người tóc đều bị ướt nhẹp, nhưng úy chỉ thiên muốn có vẻ càng thêm chật vật, sắc mặt tái nhợt, máu tươi từ quỷ thần giáp bên trong chảy ra. Thực lực của ngươi làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Úy chỉ thiên bắt đầu kéo dài thời gian, câu hỏi thời điểm, cho mình ăn vào khôi phục linh đan. Vấn đề của hắn, cũng là hàn ti minh đám người cũng muốn hỏi. Liền vừa nãy nào sẽ công phu, Giang thần biểu hiện ra thực lực, hầu như có thể nỗ lực hạng nhất thăng long bảng 50 người đứng đầu. Điều này làm cho dọc theo đường đi chê cười trình thanh cùng mấy người kia gò má rát đau, giống như bị mạnh mẽ sáng một bạt tai. Là người quá yếu, Giang thần cũng ăn vào lượng lớn khôi phục linh đan, ở bí tàng bên trong chiến đấu phi thường mất công sức. Có điều hắn cũng rõ ràng tại sao nói cảnh giới sức mạnh là cân nhắc một người to lớn nhất tham khảo tiêu chuẩn. Bởi vì cảnh giới sức mạnh là tất cả bản nguyên, bất kể là thần lực, long lực, phượng huyết lực lượng, đều không thể rời bỏ tự thân. Cảnh giới tăng lên, làm cho hắn cùng ý chỉ thiên lúc chiến đấu thuận buồm xuôi gió. Quỷ thần giáp độ cứng rắn là cùng nhân thực lực móc nối, đừng tưởng rằng ngươi có thể phá tan ý chỉ hoành liền cho là mình chắc thắng. Càng đừng tưởng rằng ta sẽ giống ý chỉ hoành như vậy, liền ngươi góc áo đều không sợ tới. Ý chỉ thiên không có chịu thua, sát ý vẫn như cũ mãnh liệt, vừa mới bất quá là ăn sấm xét thiệt thòi của hắn quỷ thần giáp có thể làm cho hắn hoàn toàn chắc chắn chém giết giang thần giang thần hắn sử dụng tới quỷ thần giáp đã thua chúng ta liên thủ đi hàn ti minh đề nghị thua ta sẽ thua thiếu ở đây đùa giỡn úy trì thiên không ủng hộ thuyết pháp này đa tạ hảo ý có điều ta có thể phá tan của hắn quỷ thần giáp giang thần khéo léo từ chối hàn ti minh đem xích tiêu kiếm thu vào trong vỏ ngươi muốn phá tan ta quỷ thần giáp ngươi muốn làm sao phá ha Úy chỉ thiên phảng phất nghe được chuyện cười lớn, tràn ngập trào phúng. Rất đơn giản, Giang thần cười thần bí, lấy ra một cây cung đến. Pháp khí, gặp được vật này, úy chỉ thiên con người đột nhiên co rụt lại, thân thể run rẩy một hồi. Truy tinh cung, làm sao sẽ xuất hiện ở trên tay hắn? Hàn ti minh mấy người cũng là không nghĩ tới cái này cung sẽ ở Giang thần trong tay. Trường 423, úy chỉ thiên, chết. Truy tinh cung, tà vân điện ma tinh trưởng lão linh khí ra ngoài chưa từng rời thân bắn giết quá không ít kình địch tà vân điện linh khí dĩ nhiên biết xuất hiện ở anh hùng điện đệ tử trong tay cũng không trách hàn ti minh đám người sẽ giật mình như vậy nhưng bất luận làm sao nắm giữ pháp khí giang thần sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng đều gần sánh bằng hàn ti minh chúng ta lại vẫn cười hắn là trong đội ngũ yếu nhất có nhân nói thầm một câu để người ở bên cạnh sắc mặt biến hóa bất định không ít người nhìn về phía Trình Thanh, muốn biết nàng đang suy nghĩ gì. Trình Thanh hàm răng cắn chặt môi đỏ, cứ việc trong lòng tràn ngập xấu hổ cùng lúng túng, có thể nàng nhưng là bị giang thần hấp dẫn. Tóc đen phiêu giật, tuấn giật bàng cũng không giống vừa nãy như vậy chán ghét. Biểu hiện chăm chú, chăm chú, thâm thúy con người bình tĩnh chấn tĩnh, có gan làm cho lòng người an mị lực. Giống nhau của hắn kiếm như vậy, tuổi còn trẻ giang thần thể hiện ra hơn người thực lực, đối với hắn phiến diện tự nhiên tan thành mây khói. Lúc này, Giang thần liên lụy truy tinh tiến, nhắm vào ý chỉ thiên kéo động công hiệu. Chết tiệt, úy chỉ thiên cũng sẽ không đàng hoàng làm một cái mục tiêu sống, hướng về giang thần sông tới. Có thể không ra mấy chục mét, hắn cảm nhận được dây cung cùng mũi tên bên trong ngưng tụ sức mạnh, giật mình. Xem như ngươi lợi hại, úy chỉ thiên rơi trên mặt đất, hướng về núi rừng chạy vừa đi, nhanh như chớp, sắp tới không còn bóng, lại có chướng ngại vật yểm hộ, truy tinh tiến rất có thể thất bại. Giang thần nín thở ngưng thần, không hề từ bỏ, mũi tên chỉ phương hướng đang di động. Vèo, dây cung nhảy lên, truy tinh tiến phá không mà đi, hầu như là ánh sáng lấp lóe một hồi, trong số mệnh nhắm vào mục tiêu. Truy tinh tiến rơi vào cái kia mảnh núi rừng bị hủy triệt triệt để để, phảng phất một con khủng bố bàn tay lớn đem cái kia một khối bóp nát. Giang thần cùng hàn ti minh đám người chạy tới, liền nhìn thấy úy chỉ thiên nằm ở màu vàng trong đất bùn, quỷ thần giáp đã giải thể, truy tinh tiễn bắn trúng bụng của hắn. Di ngôn nghĩ được chưa? Giang thần từng bước một lên trước, xích tiêu kiếm ánh kiếm phun trào. Nếu không có pháp khí, người đã sớm chết, úy chỉ thiên hết sức không cam lòng, cảm giác mình bại đáng tiếc. Người cảnh giới cao ta hai tầng, lại gọi ra quỷ thần giáp, hiện tại ngươi đến cùng ta nói không công bằng. Giang thần lắc lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập xem thường. Ngươi, Úy Chỉ Thiên còn muốn nói gì nữa, nhưng Giang Thần không cho cơ hội, xích tiêu kiếm đâm ra, đoạn đi của hắn sinh cơ. Theo tới Hàn Ti Minh cùng đội ngũ những người khác thấy cảnh này, biểu hiện biến đổi. Như vậy quả đoán trực tiếp, hiển nhiên cũng là thường thường giết chóc người. Lại nghĩ tới thực lực của hắn, những này trào phúng qua sông thần người cảm thấy nghĩ mà sợ. Giang Thần, của ngươi trưởng thành tốc độ thật đáng sợ. Hàn Ti Minh là mọi người bên trong kinh ngạc nhất bởi vì hắn rõ ràng giang thần trước thực lực. Phó học của hắn bị ta khắc chế, quỷ thần giáp lại bị ta truy tinh cung khắc. Giang thần đem trên thân kiếm máu tươi lau, lại thu vào trong vỏ. Lời không thể nói như vậy, hắn có thể giết chết phong tuyệt trần, thực lực thấp nhất là hãng nhất thang long bảng thứ 79, của người thứ tự lại tăng lên 20, nói không chắc lần sau, người liền sẽ trực tiếp nỗ lực 50 vị trí đầu. Hàn Ti Minh nói tới chỗ này, đột nhiên nghĩ đến trước hai người đã nói, hắn rất có thể chính là bị Giang Thần làm 50 người đứng đầu thứ khiêu chiến mục tiêu. Nếu như thật sự như vậy, thậm chí bị thua, hắn sẽ không tức giận, trái lại cảm thấy là một loại vinh hạnh. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Trình Thanh Thần sắc phức tạp đi tới, hướng về Giang Thần hỏi. 19, cái kia chẳng phải là 20 tuổi cũng chưa tới. Trình Thanh Kinh Hô, nàng không biết Giang Thần 19 tuổi còn không đầy, nghiêm ngặt nói đến, còn mới 18 tuổi. Những người khác biết được Giang Thần tuổi tác, trong lòng lại là cả kinh. Lấy Giang Thần tuổi tác, nỗ lực đến thang long bảng đầu bảng đều không phải không thể nào. Bọn họ đối với Giang Thần hứng thú, thậm chí vượt qua ý chỉ thiên trên người bảo vật. Mãi đến tận Giang Thần bắt đầu ở trên thi thể vơ vét, mới nhắc nhở bọn họ điểm ấy. Giang Thần tìm tới một cái vòng ngọc tử, là chứa đồ linh khí, không gian bên trong là hắn nạp giới mấy lần. Lúc này bị bí tàng bảo vật chiếm cứ một nửa lượng lớn viêm long tinh thạch cùng thần long châu. Giang thần nhìn về phía hàn ti minh, đối phương cũng hướng về hắn nhìn sang, đều nghĩ tới đồng nhất điểm. Vậy thì là bảo vật nên phân chia như thế nào? Úy chỉ thiên thực lực, coi như ta cùng hắn đánh tới đến vậy rất vất vả, bởi vì của hắn thủy vực rất hạn chế võ học của ta, quỷ thần giáp ta càng là không có cách nào. Hàn ti minh nói rằng, bằng vào chúng ta nắm một phần mười, còn lại quy ngươi. Nghe nói như thế, trình thanh bọn người rất kích động, đối với Giang thần kính nể một chuyện, phân ít như vậy lại là một chuyện khác. Bất quá nghĩ đến vừa nãy chính mình lúc chiến đấu biểu hiện, đều không chịu nổi lan đến, gấp cái gì đều không giúp đỡ. Nếu như không phải Giang thần, bọn họ muốn giết chết úy chỉ thiên vẫn có khả năng, nhưng muốn trả giá sẽ là nặng nề. Căn cứ bảo vật số lượng, một phần mười đã không ít. Giang thần không có ý kiến, hắn cũng là dựa vào trình thanh mới có thể tìm được người này. Thậm chí Hàn Ti Minh nếu như muốn chia đều, hắn cũng có đáp ứng chỉ là như vậy sau khi hắn sẽ cùng đội ngũ mỗi người đi một ngả hiện tại tự nhiên là tiếp tục tổ đội hắn đem ý chỉ thiên vòng ngọc tử đeo trên tay đem vẫn gánh túi lớn cho nhét vào cùng lúc đó ở bí tàng một mặt khác đang có một nhánh đội ngũ chiếm cứ một ngọn núi bọn họ phân rất tán hình thành một cái phạm vi cảnh giới không cho người ngoài tới gần ở ngọn núi bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết có nói hay không Ngươi cùng giang thần đến cùng quan hệ gì? Mặc kiếm phi vung lên trong tay thiết bổng, đánh đang bị câu hỏi người sau lưng. Phát ra tiếng kêu thảm, là cùng giang thần tách ra lãnh suy huyết. Hắn là anh hùng điện, ta là tà vân điện, có thể có quan hệ gì? Lãnh suy huyết đã vết thương đầy giấy, bị nghiêm hình tra hỏi hắn, nói chuyện cũng là uể hoài. Vậy tại sao hắn sẽ thả ngươi rời đi? Mặc kiếm phi căn bản không tin, thiết bổng hạ xuống. Lãnh suy huyết kêu thảm một tiếng, mắng bởi vì hắn coi trọng chữ tín. Ngươi muốn chết, mặc kiếm phi nhất nghe không được lời này, nổi giận đùng đùng, thiết bổng dơ lên thật cao. Được rồi, một thanh âm truyền đến, mặc kiếm phi lập tức buông cánh tay xuống, hướng về người đến cung kính kêu lên, lâm sư huynh. Lâm kinh vũ nhẹ nhàng gật đầu một cái, ngồi xổm ở lãnh suy huyết trước người, nói, người bị hắn thương tổn, kèm hai bên, vào lúc này, người không nên tha hắn hạ thủy sao. Vì sao cật lực vì hắn chứng minh thuần khiết. Nguyên lai, mặc kiếm phi đang bị Giang Thần quát lui sau, rốt cuộc cùng Lâm Kinh Vũ kiếm Minh đội ngũ hội hợp. Sau khi lại gặp gỡ Lãnh Suy Huyết, Lâm Kinh Vũ tự mình ra tay, có thể bắt được. Lãnh Suy Huyết cất tiếng cười to, dù cho là ho ra máu nữa, còn đang cười. Ta rõ ràng, các ngươi là muốn tìm đến công kích Giang Thần lý do, đến đoạt của hắn bảo vật. Lãnh Suy Huyết diếu cợt nói. Lâm Kinh Vũ khẽ mỉm cười, truyền âm nói, ngươi nếu cùng Giang Thần vô thân vô cố còn nên hận hắn mới đúng vì lẽ đó hợp tác với ta đi ta phi các ngươi anh hùng điện người so với chúng ta tả vân điện còn vô liêm sỉ lãnh suy huyết từng ngụm từng ngụm nước thổ ở lâm kinh vũ trên mặt muốn chết mặc kiếm phi so với lâm kinh vũ bản thân còn phải tức giận một cước mạnh mẽ đá vào lãnh suy huyết trên bụng ngươi thật không hợp tác lâm kinh vũ dùng khăn lụa lau trên mặt ngụm nước sắc mặt âm trầm đáng sợ lãnh suy huyết nhắm mắt lại đầy mặt quật cường chương 424, cái chồng cùng mai phục. Phân đi một phần mười, giang thần thu hoạch vẫn như cũ rất phong phú, viêm long tinh thạch cùng thần long châu không nói, ở vòng ngọc tử bên trong, hắn rốt cuộc phát hiện dùng cho tu luyện tài nguyên. Một khối không có đi qua điêu khắc hàn ngọc, sinh ở trong đá, sát ngoài có còn hay không chia lìa nham thạch. Lấy giang thần ánh mắt, nhìn ra được là hàn ngọc bên trong cực phẩm, bội đeo ở trên người có tính tâm ngưng thần hiệu quả, lúc tu luyện không sẽ phải chịu hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng chúng ta tiếp tục đi, Hàn Thi Minh nói rằng, Trình Thanh gật gật đầu, mang theo đội ngũ một bên di động, một bên cảm ứng bảo vật, lần này phát hiện khoảng cách thời gian càng lâu. Thật vất vả có phát hiện, đợi đến chạy đi thời điểm, lại bị người cướp trước một bước. Giang thần từ từ hiểu rõ đến Trình Thanh trên người cái này thăm dò bảo linh khí hạn chế có rất nhiều. Không chỉ có là di động bảo vật phát hiện không được, chỉ cần bị bắt vào chứa đồ linh khí, hay là giấu đi ở dưới chân núi, rất khó phát hiện điều này cũng giải thích tại sao mỗi lần đều chậm người khác một bước bởi vì chỉ có ở người khác phát hiện bảo vật sau phá hoại ẩn dấu bảo vật kiến trúc mới có thể khả năng cảm ứng được ngày thứ hai thời điểm mọi người tới đến một chỗ bình nguyên ở bay sắp tới nửa giờ phát hiện mặt đất có một cái lại trường lại rộng khe nứt ở phía dưới hình thành một cái hẻm núi đi tới hẻm núi hạ bọn họ nhìn thấy mặt đất bày ra gạch đá xanh mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn dùng tới tốc độ nhanh nhất bay về phía trước đi. Không bao lâu, trước mắt tầm mắt rộng rãi sáng sủa, tảng đá cuối đường là một chỗ quảng trường. Quảng trường bên kia, nhưng là xây dựng ở trong vách đá cung điện, phảng phất là cho người khổng lồ chuẩn bị, chỉ là cánh cửa kia thì có cao 10 trường. Lúc này cửa lớn mở rộng, trên quảng trường nằm có nhiệt độ thi thể. Hiển nhiên, lại bị người giành trước, bảo vật khí tức vẫn còn ở đó. Trình Thanh bỗng nhiên nói chuyện này ý nghĩa là người khác chính ở bên trong trắng trợn cướp đoạt. Giang thần, người thấy thế nào? Hàn Ti Minh hỏi dò Giang thần ý kiến. Sức chiến đấu của hắn là trong đội ngũ chỉ đứng sau Hàn Ti Minh, vì lẽ đó quyết định của hắn không cho lơ là. Bọn họ tìm tới nơi này, chúng ta cũng tìm tới nơi này, tới trước tới sau không sai, nhưng nơi này là rõ ràng là loại cỡ lớn bí tàng, chúng ta cũng đi vào tầm bảo, không chủ động khiêu khích. Giang thần đề nghị, hừm, liền như vậy, hàn ti minh lấy của hắn kiến nghị có điều ở đi vào trước mọi người lật xem trên quảng trường mười mấy bộ thi thể đội trưởng những người này không có một cái là tà vân điện trận doanh một người trong đó có phát hiện lời này ý tứ rất rõ ràng trong cung điện dưới lòng đất người vô cùng có khả năng là tà vân điện thân là anh hùng điện giang thần sau khi tiến vào nhất định sẽ phát sinh ma sát vậy thì càng nên đi vào giang thần không có giống vừa nãy như vậy lập dị nói, nếu như đúng là tà vân điện người, không cần lý do ra tay chém giết. Hay, bọn họ sẽ chờ giang thần câu nói này, chảm yêu trừ ma không nói, then chốt là bảo vật. Đội ngũ tiến vào cửa lớn bên trong, trước mắt rơi vào hắc ám, thần thức bị vách tường cho hấp thu, không cách nào dùng để dò đường. Có thể cảm giác được bên trong rất sâu, nhưng bọn họ không có manh động, bởi vì quá yên tĩnh. Bên trong người tầm bảo không thể nào làm được yên tĩnh như vậy. Duy trì tam giác trận hình, Hành sự cẩn thận, Hàn Ti Minh nói rằng, hắn vừa mới nói xong hạ, mở rộng cửa lớn đột nhiên hợp lại, cuối cùng ánh sáng cũng biến mất. Cẩn thận, không giống trình độ tiếng xé gió ở mọi người xung quanh vang lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ hướng về mỗi người. "Là mai phục, các ngươi ôm đoàn phòng ngự." Hàn Ti Minh dặn dò một tiếng, nghe Thanh Minh vị chủ động xuất kích. Giang thần theo sát phía sau, hướng về phương hướng khác nhau, tay lên kiếm lạc, chém giết ẩn núp trong bóng tối kẻ địch mà khi hắn đắc thủ thời điểm phát hiện cảm giác không đúng mũi kiếm hướng về không phải thân thể máu thịt càng như là rất cứng tấm ván gỗ nạm một tầng sắt lá là con dối hàn sư huynh mau trở lại giang thần phản ứng lại vội vàng nhắc nhở một tiếng đáng tiếc chậm một bước bên kia hàn ti minh một chiêu kiếm càn quét mà đi lưới kiếm hạ con dối chia năm xẻ bảy nhưng cũng đem của hắn kiếm cho kẹp lấy đồng thời cung tên từ bốn phương tám hướng phóng tới Hàn Ti Minh vận chuyển lên hộ thể cái lồng khí, chống lại phần lớn, nhưng hay bị mấy cây cung tên trong số mệnh. Đi ra ngoài trước, Giang Thần vào tới cửa lớn bên cạnh, này đồng dạng là một tấm Thiên Long cửa, đang bị nhân sự khống chế, hắn dùng ngắn nhất tốc độ phá giải. Cửa vừa mở ra, đội ngũ không nói hai lời lao ra. Giang Thần nhưng là nhảy đến Hàn Ti Minh bên người, giúp hắn giải vây, mang tới ngoài cửa trên quảng trường. Hà, Giang Thần vừa đứng vững, sắc mặt đột nhiên đại biến. Quát nhanh bay đến bầu trời. Những người khác sừng sốt một chút, tiếp theo nhất phi trùng thiên. Có thể ở độ cao đạt đến 20, 30 mét thời điểm, một mặt vô hình vách tường nằm ngang giữa không trung, đem bọn họ cản lại. Ở sau đó mấy giây, quảng trường bị một môn trận pháp cho niêm phong lại, bên trong người không ra được. Ở vách đá các nơi, xuất hiện từng cái từng cái bóng người, chính cười gần nhìn bọn họ. Trong chúng ta kế, Trình Thanh nói rằng, không cần phải nói cũng biết. Giang thần không nhớ rõ ở quyển sách kia trên xem qua, có một loại hung thú phi thường giả dối. Ở đối phó nhân loại đội ngũ thời điểm, vừa bắt đầu chỉ thương không giết, chờ đợi người kia đồng bạn tới cứu viện lại ra tay. Những người này cũng là như thế, bọn họ không lấy đi bên trong cung điện dưới lòng đất bảo vật, để giống bọn họ như vậy đội ngũ tới rồi, tiếp theo tàn nhẫn giết chết, cướp đi bọn họ thu hoạch. Không chỉ có dĩ giật đãi lao, có thể lấy thấp nhất nguy hiểm thu hoạch được bảo vật. Chết rồi ba cái, hàn ti minh tự lẩm bẩm một câu thân là đội trưởng người đội viên thương vong là sự bất lực của hắn không muốn tự trách cũng là ta quá tự tin giang thần đi tới bí tàng sau thuận buồm xuôi gió để hắn quên nguy hiểm mới sẽ tùy tiện tiến vào thế nhưng hối hận cùng tự trách là không có tác dụng giang thần nghĩ như thế nào giải quyết nguy cơ trước mắt hàn ti minh trên người cung tên đều không ở chỗ yếu nhưng hắn cả người cực kỳ yếu đuối xanh cả mặt mũi tên có độc Giang thần vội vàng đem giải độc hoàn cho hắn ăn vào, giảm bớt của hắn tình hình. Có thể lấy như vậy thương vong từ thiên long cửa đi ra, lại ngay đầu tiên phát hiện trận pháp. Người rất tốt, tên gọi là gì? Trận pháp ở ngoài, thiết kế tất cả những thứ này đội ngũ đứng ở mỗi cái có lợi vị trí, cầm đầu đội trưởng hỏi. Giang thần, Giang thần rất hiếm có thành thật trả lời, mục đích là kéo dài thời gian, tìm ra phương pháp phá trận. Cho tới hàn ti minh độc, chỉ cần dựa vào chính hắn cưỡi. Giang thần, chưa từng nghe tới, người kia nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghi hoặc lắc lắc đầu. Có điều rất rõ ràng có nhân truyền âm nói một câu, hắn lộ ra hiểu được biểu hiện. Thật không tiện, hãng nhất thăng rồng 30 người đứng đầu bên ngoài, ta không ký ở trong lòng quá. Hắn nói rất có lễ phép, còn trên mặt mang theo mỉm cười. Nhưng này câu 30 tên có hơn thời gian, vậy dĩ nhiên toát ra đến kiêu ngạo, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đồng thời của hắn lời làm người cả kinh, này há không phải nói người này là 30 người đứng đầu nhân vật. Bọn họ lại bị nhốt ở trong trận pháp, còn có thể có thể có thể sống sao? Tâm niệm đến đây, tuyệt vọng ở những người còn lại trong lúc đó lan tràn. Chỉ có Giang Thần khẽ mỉm cười, bởi vì hắn phát hiện phương pháp phá trận. Chương 425, quỷ thương, các ngươi muốn muốn thế nào? Trình Thanh không chịu được như vậy bầu không khí, quát to một tiếng. Đem các ngươi hết thảy bảo vật đều giao ra đây mặt khác lưu lại ba bộ thi thể. Nam nhân nói, làm người lưu ý chính là hắn trong miệng ba bộ thi thể không hiểu đây là ý gì. Ta bố trí cục quảng trường thi thể càng nhiều, liền càng thú vị. Các ngươi có một thời gian uống cạn chén trà quyết định ai sống ai chết. Nam tử khẽ cười nói, thân ở trong trận người hai mặt nhìn nhau, một người trong đó hỏi, người thật sẽ bỏ qua cho những người khác. đương nhiên, nam nhân trả lời rất khẳng định, liền. Giang thần liền nhìn những người này đang do dự một lúc sau, ánh mắt nhìn về phía thực lực yếu nhất ba người. Hắn đang đùa chúng ta, kế sách như thế sẽ cho phép có người sống sao? Giang thần nói rằng, này nhắc nhở dục già dục dịch đội viên, bỏ đi điên cuồng ý nghĩ. Người coi chính mình rất thông minh sao? Nam tử hắc lông mày gạt gạt, toát ra không thích biểu hiện. Quỷ thương, trừ ma bảng đệ tam, hỉ nộ vô thường, nóng lòng với đem kẻ địch dần vặt đến chết, nhưng cũng không chỉ là trên thân thể, còn có tinh thần dần vặt. Giang thần nói ra thân phận của hắn. Này vừa nói, cái kia đứng ở các nơi kẻ địch mặt lộ vẻ dị dàng. Quỷ thương buông xuống mi mắt, khóe miệng nhếch lên một tia lạnh lẽo cười văn. Các ngươi anh hùng điện người, thực sự là vô vị A. À. Quỷ thương nói rằng, một giây sau, sức mạnh kinh thiên động địa từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Mắt thấy quỷ thương liền muốn đem nguồn sức mạnh này thông qua võ học thả ra ngoài cho người phía dưới mang đến ngập đầu tai ương, giang thần thân thể đột nhiên lướt ra khỏi. Không trung tà vân điện người không phản đối, trái lại dồn dập lộ ra cười gần. Có điều, bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện giang thần không phải là muốn phá trận mà ra, mà là lấy làm người động tác hoa cả mắt nghịch chuyển trận thức. Ở quỷ thương một trường vỗ hạ thời gian, trường lực trái lại bị trận pháp ngăn trở. Xảy ra chuyện gì, đối với kết quả như thế, quỷ thương rất không vừa ý. Quỷ thương sư huynh, hắn thay đổi trận pháp, một người trong đó cầm trận bàn nhân đi ra. Hả, trận pháp bản tới là hạn chế lại kẻ địch, sự công kích của bọn họ không cách nào vượt qua trận pháp phạm vi, chỉ có thể đứng chịu đòn, có thể hiện tại bị hắn ngược lại. Người kia sợ hãi nói, mồ hôi lạnh theo gò má lưu lại. Ngươi là bầy trận người, liền như vậy để hắn dễ dàng làm được. Ở quỷ thương lấy bất mãn ngữ khí nói ra lời này thời gian, trận pháp sư đồng bạn đều toát ra đồng tình cùng thương hại. Ta, ta không biết hắn là làm thế nào đến. Chính là nói, nếu như ta muốn giết hắn, phải tự mình phá tan trận pháp mới được thật sao. Quỷ thương đánh gãy hắn, cũng đi tới bên cạnh hắn. Không sai, trận pháp sư âm thanh cùng thân thể đều đang run rẩy. Rất tốt, ngươi làm rất khá. Quỷ thương tay ở trên vai hắn vỗ, ở đệ tam hạ thời gian, trưởng kinh phát động, trực tiếp đem hắn toàn bộ khung xương đập vỡ tan. Trận pháp sư chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền từ không trung rơi xuống, ngã chết ở quảng trường bên ngoài làm xong tất cả những thứ này quỷ thương nhưng là sán lạn cười nói giang thần như ngươi nhìn thấy ta hiện tại đội ngũ thiếu hụt một tên trận pháp sư không cần ta nhắc nhở ngươi ta là anh hùng điện người đi giang thần nói rằng có quan hệ gì đây ở bí tàng bên trong nơi nào còn có cái gì anh hùng điện cùng tà vân điện giang thần hướng về hỏi hắn vậy ngươi hiện tại là hy vọng ta triệt đi trận pháp gia nhập các ngươi sao đúng thế vậy ta trả lời là không nên mơ mộng giang thần cười nhạo nói mặc kệ đối phương là nói thật hay là lời nói dối hắn đều sẽ không đem chính mình bại lộ đang không có bất kỳ đường lui thế cuộc hạ lẽ nào ngươi cho rằng trận pháp liền có thể giữ được ngươi quỷ thương cười lạnh nói giang thần không có để ý đến hắn đi tới hàn ti minh bên người một bên giúp hắn giải độc vừa nói chúng ta liên thủ có không có hy vọng không phân trường hợp cùng nhân tự tin là một loại tự đại Giang thần có lòng tin đối phó ý chỉ thiên, nhưng quỷ thương không phải phổ thông nhân vật. Gần như chính là anh hùng điện mang đội lệ nam tinh hoặc là lâm kinh vũ nhân vật như vậy. Quỷ thương, hạng nhất thang long bảng thứ 31 tên, ngươi và ta liên thủ phần thắng rất thấp. Hàn ti minh cũng nhận ra quỷ thương, bất đắc dĩ nói, đừng xem ta chỉ so với thấp mười mấy cái thứ tự, ở 50 người đứng đầu thứ tự, tranh lệch là hết sức rõ ràng. Vậy thì phá vòng vây đi không phải nhất định phải ở trên lôi đài phân thắng bại đánh không lại là có thể chạy không phải vậy quỷ thương đám người cũng không cần bày trận ừm hàn ti minh cũng là ý này giang thần thay đổi trận pháp cho bọn họ mang đến một chút hy vọng sống đến thời điểm trận pháp sau khi biến mất chúng ta tách ra chạy không nên quay đầu nhìn giang thần nói xong lần thứ hai lấy ra truy tinh cung trên không trung dặn dò thủ hạ hình người thành vòng vây quỷ thương nhìn thấy cái này cung thời điểm trong mắt hiện ra kinh ngạc cái này cung, làm sao sẽ xuất hiện ở trên tay ngươi? Giang thần không hề trả lời, dương cung cài tên, nhưng là đúng ngay cung biện dưới lòng đất cửa lớn. Ngươi muốn làm gì, rõ ràng truy tinh cung uy lực quỷ thương ý thức được không ổn. Nhưng hắn không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn truy tinh tiến bắn vào trong môn phái, một giây sau sau, cung biện dưới lòng đất sụp đổ, toàn bộ vách đá sụp xuống. Ngươi muốn chết, quỷ thương ấy náy giận dữ, Giang thần làm như vậy không chỉ có phá hoại kế hoạch của hắn, gây trở ngại hắn bắt được bảo vật, càng quan trọng chính là sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến đây. Cứ việc kế hoạch của hắn chính là ở đây săn bắn, nhưng đồng thời đến rất nhiều người, hắn ứng phó không được. Không chờ quỷ thương có động tác, Giang thần lại là một mũi tên nhắm vào hắn. Quỷ thương hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tóc gáy cũng bắt đầu dựng đứng. Truy tinh tiễn không biết chuẩn bị cho hắn thời gian, gào thét mà tới. Đến lúc này, quỷ thương trái lại thở vào một hơi, nói truy tinh cung ở trên tay ngươi, thực sự là lãng phí. Hai tay hắn ở vào trước ngực, mười ngón nhanh chóng kết ấn, cả hai tay ngón cái cùng ngón trỏ hình thành một hình tam giác hình, trung gian ngưng tụ ra đỏ như máu quang ấn. Quỷ thủ ấn, quang ấn cùng truy tinh tiến va vào nhau, toàn bộ hẻm núi chịu ảnh hưởng, độ rộng mạnh mẽ bị mở rộng mấy chục mét. Phía dưới tảng đá đường càng bị nghiền nát, đất sung núi chuyển, phảng phất ngày tận thế tới. Hả, Quỷ thương không thấy thi thể, khẳng định giang thần đám người không có chết với sóng trùng kích, vậy đã nói rõ chạy. Đuổi, ai nếu là không mang một bộ thi thể trở về, nghiêm trị. Quỷ thương quyết không cho phép chính mình ở giang thần trên tay chịu thiệt, hắn muốn đem giang thần đội ngũ toàn bộ tiêu diệt. Phái ra thủ hạ sau, hắn tự mình ra tay, mục tiêu là giang thần. Cũng không lâu lắm, hắn ở bên ngoài mười dặm nhìn thấy giang thần bóng người, lớn tiếng nói, nếu như ngươi cảm thấy có thể chạy quá ta, vậy thì 10 phần sai. Ngươi trước tiên đuổi theo nói sau đi, ngươi là một cái rất thú vị con mồi, ta sẽ vẫn đùa bỡn đến mất đi hứng thú, sẽ đem ngươi giết chết. Quỷ thương bĩu môi, hết tốc lực phi hành, ở tăng tốc thời gian phía sau phun trào ra thật dài vĩ lưu, thân thể cùng không khí phát sinh chói tai tiếng giết. Khoảng cách của hai người đang nhanh chóng rút ngắn, ngàn mét, trăm mét, mười mét, trị số vẫn ở giảm nhỏ, giang thần đã có thể cảm nhận được đối phương khí tức. Ngay ở quỷ thương tiến vào phạm vi công kích thời điểm, Giang Thần đột nhiên đáp xuống. chương 426, một hồi truy sát, thông thiên cảnh phi hành, là thông qua thiên tri hoàn ở khí hải vận chuyển, dùng được bản thân có thể bay lên. Thiên tri hoàn càng nhiều, tốc độ phi hành tự nhiên càng nhanh hơn. Dẫn trước Giang Thần tầng 3 quỷ thương, tốc độ phi hành là Giang Thần mấy lần. Nhưng mà, Giang Thần không phải thông qua thiên tri hoàn đến bay lượt, ở sau lưng có một đôi cánh thần, Hai loại phi hành phương thức tương đương với trong nước cá cùng không trung điều. Cá ở bên trong nước du lịch, quỷ thương dường như một con cá mập lớn. Giang thần thì lại như là một con hùng ưng, tốc độ không bằng quỷ thương, có thể lao xuống cùng tăng lên trên thời điểm muốn linh hoạt nhiều lắm. Nói thí dụ như hiện tại, giang thần so với vật rơi tự do tốc độ còn nhanh hơn. Quỷ thương cần điều chỉnh tư thế mới có thể đuổi theo, mà cách đến mặt đất chỉ có mười mấy mét khoảng cách thời điểm. Giang thần dương cánh vung lên, lại trở về không chung. Ngược lại là quỷ thương không thắng được, Phò tới mặt đất, lê ra một cái trường mấy chục mét rãnh sâu, ống quần đều là bùn đất. ngẩng đầu nhìn lên, Giang thần lại cùng hắn kéo dài khoảng cách không nhỏ. Giang thần, người thực sự là hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là sắp chết giấy ruộng. Quỷ thương nổ quát một tiếng, khí hải tám quyển thiên tri hoàn hỏa lực toàn mở, dưới bàn chân mặt đất bị nổ ra một cái hố sâu, nhân như đạn pháo giống như bay ra. Lần này hắn không chờ tiến vào phạm vi công kích, đánh từ xa ra một trường. To lớn huyết thủ ấn nhằm phía giang thần, phải đem hắn cho chân áp. Thần long lực lượng, đối mặt một trường này, giang thần xoay người lại, xuất trường đấu, tiếp theo ở quỷ thương tới trước, mượn phản chấn lại kéo dài một khoảng cách lớn. Quỷ thương vẻ mặt có chút quái lạ, hắn đột nhiên ý thức được trận này truy sát sẽ không dễ dàng kết thúc. Tầng năm dĩ nhiên có thể chịu đựng được ta một trường. Cái này cũng là quỷ thương không nghĩ ra, Mặc dù nói cách không ra chiêu, cái kia một trưởng cũng có 7 phần 10 công lực, dĩ nhiên không đả thương được Giang Thần mảy may. Chợt, một hồi truy sát chính thức bắt đầu, chính như Quỷ Thương suy nghĩ như vậy, Giang Thần dùng lấy hết tất cả biện pháp đến mạng sống, nói thí dụ như lợi dụng trên không lao xuống, hay là ở địa thế phức tạp quần sơn bên trong qua lại. Một ít biện pháp Quỷ Thương nhìn chính là cảm thấy buồn cười, có thể một mực đưa đến tác dụng. Một cái ban ngày qua đi sau, quỷ thương không từ kính nể lên giang thần cầu sinh ý chí. Hai người gây ra đến động tính cũng bị bí tàng bên trong những người khác phát hiện, dù sao bí tàng không phải rất lớn. Càng có nhân phân biệt nhận ra giang thần cùng quỷ thương. Một cái anh hùng điện, một cái tà vân điện, liền đủ để giải thích hợp lý vì sao lại như vậy. Không ít người thay giang thần cảm thấy bi ai, hay là hắn là có thể tạo tài năng, nhưng mà quỷ thương nhưng là tà vân điện đã bồi dưỡng thành tài nhân vật, hai người không phải một cấp bậc một khi gian thần bị đuổi theo chắc chắn phải chết mà này cũng là tất nhiên kết quả cái kia chút mắt thấy trận này truy sát người cũng không rõ ràng quỷ thương đuổi bao lâu đều cho rằng chỉ là vừa mới bắt đầu không bao lâu sẽ kết thúc có mấy người còn muốn theo sau xem trò vui bất quá nghĩ đến quỷ thương tính cách của người này bỏ đi cái này ngu xuẩn ý nghĩ mãi đến tận quá khứ một ngày một đêm ở ban ngày nhìn thấy truy sát đám người cùng ở buổi tối nhìn đám người tụ tập cùng nhau Tán Gấu lúc thức dậy mới phát hiện này kinh người sự thực. Ban ngày người không cách nào tin tưởng Giang Thần có thể ở Quỷ Thương dưới sự đuổi giết kiên trì đến tối. Buổi tối người cũng không chịu nhận trận này truy sát từ sáng sớm liền bắt đầu. Nhưng bất luận làm sao, tin tức truyền ra, bí tàn người ngoại trừ thăm dò bảo bên ngoài, bắt đầu nghị luận lên chuyện này. Có nhân nói Giang Thần đã bị đuổi theo giết chết, cũng có nhân nói Quỷ Thương từ bỏ, Giang Thần đắc ý đào mạng. Mỗi người nói một kiểu. Không ai biết loại nào mới là thật, chỉ có người trong cuộc biết. Ngươi là muốn chạy đến bí tàng phần cuối sao? Quỷ Thương đuổi hai ngày ba ban đêm, thở hổn hển như trâu, ngừng ở trên một ngọn núi nghỉ ngơi. "A, à, ha, à, ngươi, ngươi không đuổi ta, không là không sao sao?" Giang Thần cũng nhân cơ hội dừng lại, hắn so với Quỷ Thương còn mệt hơn. Thừa cơ hội này, hai người đều ăn vào khôi phục linh đan. Ngươi nói, cái kia cung điện dưới lòng đất bảo vật khả năng đều bị người cướp đoạt hết sạch người ở đây đuổi ta có ích lợi gì giang thần lại nói bảo vật có thể đoạt về đến liền như cùng ngươi mệnh ta nhất định phải đuổi tới quỷ thương nghị lực cũng là kinh người không phải vậy không thể đuổi lâu như vậy vậy ngươi nằm mơ đi thôi giang thần bĩu môi không để lại dấu vết cầm trong tay một cái đổ vật ném đến bên dưới ngọn núi sau khi lần thứ hai cất cánh quỷ thương làm bộ không nhìn thấy ở hắn đi rồi ở dưới chân núi tìm tới giang thần vứt bỏ đồ vật thần long châu bị dùng đi thần long châu khác nào trong suốt pha lê chẳng là cái thá gì quỷ thương từ hình dạng cùng to nhỏ nhìn ra đây chính là thần long châu hắn chẳng lẽ cũng có thể nắm giữ đến thần long lực lượng quỷ thương chính nghi hoặc đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện kinh khủng vậy thì là quá khứ hai ngày ba ban đêm giang thần tiêu hao mất bao nhiêu thần long châu cái tên này còn muốn giết ngược lại ta Quỷ thương năm ngón tay nắm tay, thần long châu phá nát thành cha, có điều cứ việc thấy rõ đến giang thần mờ ám, nhưng hắn vẫn là không để ở trong lòng. Trận này truy đuổi rốt cuộc ở sau 4 ngày có kết quả. Giang thần mồ hôi đầm đìa, y phục trên người đều bị ướt nhẹp, phảng phất dùng hết cuối cùng khí lực rơi trên bờ cát. Không sai, chính là bãi cát, đi lên trước nữa bay, chính là đại dương minh mông. Cân nhắc tới đây là tiểu thế giới, bay ra ngoài kết quả khả năng lại cũng không về được. Chạy A, à, tiếp tục chạy A, à. quỷ thương rơi trên bờ cát, cũng không biết là đạp ở hạt cát trên duyên cớ vẫn là cái khác, hai chân có chút như nhũn ra. Ở bí tàng bên trong, của hắn phương thức phi hành so với Giang thần còn muốn vất vả, có thể ở Giang thần lực kiệt thời điểm, hắn còn có lưu lại dư lực. Không biết, còn tưởng rằng trên người ta có bảo bối gì, đáng giá người đuổi lâu như vậy. Giang thần nói rằng, đây chính là làm ta kẻ địch kết cục, hành hành hành, chúng ta đến quyết chiến một hồi một phút sau bắt đầu. Giang thần khoát tay áo một cái, bất đắc dĩ nói. Hành, nếu như Giang thần muốn nghỉ ngơi nửa giờ hoặc là một canh giờ, hắn là sẽ không đáp ứng. Nhưng một phút, cũng chính là 15 phút, thay đổi không được tình huống bây giờ. Hắn ngồi dưới đất, dùng lượng lớn lượng lớn khôi phục loại linh đan. Mấy phút sau, quỷ thương phát hiện mình là một cái đời này hối hận nhất quyết định. Hắn chết nhìn tròng chọc Giang thần, trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng chỉ thấy giang thần trong cơ thể bùng nổ ra không nhỏ động tĩnh là hắn không thể quen thuộc hơn được cảnh giới đột phá dấu hiệu. Công thân thể được tăng cường, khí hải thêm ra một vòng thiên tri hoàn, giang thần quét qua vừa nãy huệ hoài. Quỷ thương mau mau đứng lên đến, vẻ mặt phòng bị. Giang thần nói rằng, còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi mấy ngày qua dồn ép không tha a. Liên tục không ngừng bay bốn ngày, vẫn là ở trọng lực không giống nhau bí tàng bên trong, lại có sinh tử uy hiếp, bước ra bên trong thân thể tiềm năng. Thêm vào lúc trước cảnh giới liền kẹt ở tầng 5 bình cảnh, truy sát trở thành thời cơ đột phá. Cái nào thì lại làm sao, ta coi như đuổi ngươi đến bí tàng kết thúc đều được." Quỷ Thương tức giận nói. "Ta có nói quá muốn chạy trốn sao?" Giang Thần nói rằng. "Ồ, ngươi muốn chiến?" Quỷ Thương thở phào một hơi, hắn vẫn đúng là sợ lại đuổi trên mấy ngày mấy đêm. Giang Thần ít có lạnh rên một tiếng, đối phương này trái lại ung dung hạ xuống phản ứng, thực sự là gọi nhân khó chịu a. À. Chương 427: Thảm bại với nhân, Quỷ Thương, hạng nhất Thăng Long bảng thứ 31 tên, Thông Thiên cảnh tầng 8. Đây là ở bề ngoài sức chiến đấu, nhưng ai cũng biết, có thể đi vào đến 50 vị trí đầu nhân vật, không phải bằng vào cảnh giới liền có thể cân nhắc. Giang Thần đem hai người cảnh giới rút ngắn đến hai tầng, dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, hắn phần thắng rất lớn. Nhưng chẳng biết vì sao, ở Quỷ Thương nhìn sang thời điểm lúc trước mang đến cảm giác một ngạt không có bởi vì cảnh giới tăng lên mà yếu bớt. Thậm chí ở hai người cách đến gần thời điểm, hắn nổi da gà đều lên. Quỷ thương nắm lấy mấy ngày qua khổ sở chiếm được cơ hội, trước tiên ra chiêu, hai tay vẫn còn đang nhanh chóng kết ấn. Ở trong quá trình này, hắn bên chân cắt mịn hiện lên, quanh thân hình thành một mảnh mạnh mẽ từ trường. Thiên thủ ấn pháp, hai tay vung lên thời gian, khác nào ngàn cơn sóng, trường ấn trùng điệp, vỗ mạnh hướng về giang thần. Hả, Giang thần không nói hai lời, kiếm đạo sức mạnh cùng sấm gió lực lượng rót vào đến xích tiêu kiếm bên trong, thân thể thôi thúc thần mạch sức mạnh cùng thần long lực lượng. Đã là tầng 6 hắn, nhìn qua tuyệt thế nổi bật. Nhưng ở trưởng ấn công kích hạ, vẫn như cũ là luống cuống tay chân, không ngừng lùi lại. Đối chiến kinh nghiệm còn dừng lại ở vô chi giai đoạn A. Quỷ thương cười lạnh một tiếng, gần người về phía trước, song trưởng thay đổi thất thường, trưởng lực mạnh mẽ mãnh liệt ngươi đã thành thói quen với dựa vào ngoại lực hơn nữa còn là trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành này nhất định ngươi biểu hiện như thằng bé con như thế non nớt quỷ thương lại bắt đầu thói quen của chính mình muốn ở giang thần trước khi chết chiêu chọc hắn thông qua ngôn ngữ đánh đổ nội tâm của hắn làm được hắn đem sẽ vô cùng thỏa mãn mấy ngày qua truy sát cũng đáng thiên võ ý cảnh không nghĩ tới chính mình như vậy trực tiếp ở thế yếu giang thần nội tâm xác thực chịu ảnh hưởng không hiểu vấn đề ở đâu đối mặt giang thần trong tay độc nhất vô nhị kiếm quỷ thương vẫn như cố thong rong đối mặt trầm chọc nói đây là người cuối cùng lá bài tẩy sao cũng không ra sao a à? thăng hoa kiếm đạo sức mạnh có có thể đem vạn vật nát tan phong mang có thể quỷ thương dĩ nhiên lấy thân thể máu thịt ngăn trở ngu xuẩn còn không biết vấn đề ở đâu sao quỷ thương đột nhiên quát to một tiếng người kiếm lực sát thương không có đạt đến bên trong cơ thể ngươi sức mạnh nên có trình độ a hắn không phải là lòng tốt chỉ điểm giang thần cứ việc hắn không có nói sai. Ở giang thần lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện thời gian, quỷ thương cười gần lên. Quỷ thủ tuyệt sát, quỷ thương chính là cần người ở hiểu được thời điểm sử dụng sát chiêu, khiến người ta không có cơ hội cải chính, ở hối hận bên trong chết đi. Vạn ngàn dấu tay trải rộng toàn bộ bãi cát, sau đó lại hợp lại làm một, hình thành một cái bình thường nhỏ bé quỷ thủ ấn. Bãi cát đều bị lật tung, đầy trời cát vàng quyển hướng thiên không. Giang thần cắn răng, Lúc này coi như là triển khai sát na kiếm pháp đều không làm nên chuyện gì, càng chạy trốn không được. Lôi đình thần giáp, hỏa thần hộ thể, giang thần chỉ có thể dùng hết tất cả phòng ngự thủ đoạn, ngoại trừ lôi đình thần giáp, còn dùng ngọn lửa hừng hực bao phủ ở toàn thân. Nhưng ở quỷ thủ bắn chúng thời điểm, thân thể vẫn như cũ không ngừng được ngã xuống, bay ra cách xa hơn trăm mét, lôi đình thần giáp cùng ngọn lửa hừng hực hết thảy biến mất. Phó học cao thâm khó dò, có thể rời đi thực lực của tự thân liền chẳng là cái thá gì ta đoán ngươi luôn luôn là dựa vào cao siêu võ học vượt cấp khiêu chiến thế nhưng người đánh bại người đều có điều là hạng soàng xính lấy của ngươi trình độ hạng nhất thăng long bảng 50 người đứng đầu bất luận một ai ngươi đều đánh không lại ngươi một ngày không cách nào nắm giữ ta nói tới ngươi liền vĩnh viễn không đạt tới tầng thứ này đáng tiếc chính là ngươi không đạt tới quỷ thương từng bước một hướng về hắn đi tới cùng gian thần chiến đấu hắn không chỉ có không có lực kiệt trái lại còn khôi phục không ít. Giang thần đứng lên, lôi đình thần giáp cùng ngọn lửa hừng hực cũng không phải chẳng có tác dụng gì có, còn không đến mức chờ chết. Ta quỷ thương chuyện cần làm, không có không làm được, muốn giết người, không có giết không được. Quỷ thương ngạo nghễ nói, ngươi là quỷ xuống nhận lấy cái chết, vẫn là cuối cùng dẫy ruộng. Ta lựa chọn sống sót, nói, Giang thần lần thứ hai bay lên, chỉ là lần này phương hướng dĩ nhiên là biển rộng bên kia. Quỷ thương chưa từng thấy quá ý chí lực như vậy cường người, hai người vốn là không có cách bao xa. Ở giang thần bay cao trước, hắn lại là một trưởng vỗ ra, ở giữa giang thần sau lưng. Giang thần phun ra một ngụm máu lớn, nhưng liền sát thời gian đều không có, tiếp tục bay về phía trước đi. Thực sự là một con con rán, quỷ thương lắc lắc đầu, đuổi theo, hắn muốn tận mắt nhìn thấy giang thần tử vong. Có điều không bay ra bao xa, quỷ thương chậm rãi chậm lại tốc độ, bởi vì ở cuối tầm mắt, thiên địa xuất hiện dị tượng. Bọn họ đi tới tiểu thế giới phần cuối, phương xa đã không có đường. Phần cuối thật giống như vô số diện to nhỏ không đều tấm gương tụ lại cùng nhau, hình thành một mặt bình phong. Đến cuối cùng, quỷ thương hoàn toàn dừng lại, không gian kia pháp tắc, còn không phải hắn có thể đi liên quan đến. Hơi hơi không cẩn thận, liền bị cắt thành vô số khối, hơn nữa chính mình còn không biết tại sao. Một mực giang thần lá gan lớn vô cùng, dĩ nhiên đến khu vực này bên trong đi tới đi lui thực sự là không muốn sống a à. quỷ thương cũng muốn đi vào đem hắn bắt tới có thể suy nghĩ một chút vẫn là thật không dám hắn cũng hoài nghi giang thần đến cùng có biết hay không chính mình thân ở ra sao địa phương làm sao không đuổi trần chờ bất định thời điểm giang thần âm thanh từ bên trong truyền đến không phải nói người muốn giết người chắc chắn phải chết sao quỷ thương giận dữ cười nói vậy người có biết hay không chính mình rất có thể bị cắt thành mảnh vỡ. Ta biết, có điều ngươi yên tâm, đó là không thể nào. Giang thần ngữ khí nghe vào rất tự tin. Ta liền ở bên ngoài bảo vệ, ngươi bị thương nghiêm trọng, ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao bây giờ. Quỷ thương nói rằng, nghe hắn nói như vậy, Giang thần có chút đầu lớn, cái tên này chấp nhất hắn là thân thân thể sẽ quá. Hả, đột nhiên, ở phía sau bọn họ, cũng chính là biển rộng đối ứng trên đất bằng, Đột nhiên có một đạo khí lưu màu vàng óng xông vào mây trời. Cách đến nơi này cực xa, cột sáng nhìn qua rất bé nhỏ, nhưng cân nhắc đến khoảng cách, vậy tuyệt đối là kinh người động tính. Đây là có trí bảo xuất thế a, à, xa như vậy đều có thể nhìn thấy. Giang Thần cũng chú ý tới, chỉ nghe hắn nói, đáng tiếc người nào đó vô phúc tiêu thụ, chỉ có thể ở đây nhìn. Ngươi không nên nghĩ dựa vào như vậy thủ đoạn để ta đi, ta nói giết ngươi liền giết ngươi. Quỷ Thương nghe vào không hề bị lay động có điều không tới một phút hắn trở về mấy lần đầu ngươi nói như vậy động tĩnh lớn sẽ là pháp khí bên trên bảo vật vẫn là có thể khiến người ta đạt đến tôn giả linh đan hay là xếp thành một ngọn núi viêm long tinh thạch giang thần chậm rãi nói rằng đáng ghét quỷ thương ngồi không yên lườm hắn một cái nói nếu như ngươi có thể sống sót vẫn như cũ sẽ chết ở trên tay ta nói xong hắn vội vội vàng vàng hướng về cột sáng phương hướng bay đi Giang thần thở vào một hơi, vui mừng không ngớt, nếu không là trí bảo xuất thế, tên kia là thật có thể bảo vệ không đi. Nguy cơ giải trừ, bị trọng thương thân thể làm hắn đầy mặt thống khổ. Sớm biết liền trực tiếp bay đi, lần thứ nhất bị bại triệt để như vậy Giang thần rõ ràng cái gì gọi là vui quá hóa buồn, cũng phát hiện mình coi thường hạng nhất thăng long bảng 50 người đứng đầu tồn tại. mươi 428, Chiến đạo ý chí, ở quỷ thương rời đi sau một thời gian ngắn, Giang thần từ không gian mảnh vỡ khoảng cách bên trong đi ra. Ở bên trong xác thực nguy hiểm, có thể chỉ phải hiểu được quy luật, không đi đụng vào là sẽ không sao. Trở lại bãi cát, xác định quỷ thương không ở sau đó, bắt đầu chữa thương. Thương thế nghiêm trọng, bất quá đối với giang thần tới nói vấn đề không lớn. Nửa ngày thời gian, lại trở nên sinh long hoạt hổ. Chỉ là tâm tình của hắn không cao, nhìn trên bờ cát chiến đấu dấu vết, rơi vào suy nghĩ bên trong. Cùng quỷ thương chính thức giao thủ trước, không chỉ có cảnh giới đạt đến tầng 6, còn hấp thu không ít thần long lực lượng. Theo lý mà nói, không nên bị bại như vậy thảm. Có điều nguyên nhân quỷ thương cũng nói rồi, là hắn không có đạt đến một loại thuộc về hạng nhất thăng long bảng 50 người đứng đầu cảnh giới. Cụ thể chỉ cái gì, còn muốn hắn đi thăm dò. Giang thần võ học trình độ, có thể xếp vào thăng long bảng ba người đứng đầu. Tự thân sức mạnh cũng vượt xa cùng cảnh giới thông thiên cảnh, còn có thần lực, long lực phượng lực gia trì những này gộp lại tự thân sức chiến đấu có thể ở chiến lực bảng trên dẫn trước người thứ hai mấy chục lần nhưng chiến lực bảng thống kê lỗ thủng chính là ta hiện tại thiếu hụt lấy gian thần thông minh nghĩ thông suốt những này không khó chỉ là về thời gian vấn đề nếu như đem võ học so sánh là đại pháo tự thân sức mạnh chính là đạn pháo nhưng ta hiện tại này ổ đại pháo không cách nào đem đạn pháo uy lực lớn nhất phát huy được nòng pháo quá nhỏ Phó học hơn người không nói, có thể Giang Thần người mang đủ loại sức mạnh, tương tự là thông thiên cảnh bên trong ít có. Giang Thần đi tới trong nước biển, mắt nhìn phía trước, xích tiêu kiếm vung lên, mang theo độ còng ánh kiếm ở trên mặt biển nhấc lên mấy trăm mét sóng lớn. Đây là hắn toàn lực một chiêu kiếm uy lực, Giang Thần đem kiếm cắm trên mặt đất, hai tay nắm tay, nhảy lên đến đập ra một quyền. Quyền ấn lạc ở trong nước biển, sức mạnh hùng hồn ở đáy biển hạ cuồng loạn, gây nên một cái cao tới ngàn mét cột nước. Này đồng dạng là giang thần toàn lực, lấy thần long lực lượng làm chủ, sấm gió là phụ, giấu giếm thần lực. Không giống uy lực phản ứng nghiệm chứng giang thần suy đoán. Kiếm, ba tắc phong mang, thần long lực lượng đặc điểm là mạnh mẽ, ta rót vào đến kiếm bên trong, ít nhất có 9 phần 10 không phát huy được tác dụng. Thần lực đúng là không gì không làm được, có thể từ khi cử tiêu thần mạch khôi phục tới nay, liền chưa từng tăng lên quá thần lực. Giang thần biết không có thể đem hết thảy sức mạnh đều dùng với kiếm bên trong, muốn dỡ bỏ phân lại đây. Cứ việc sẽ làm kiếm đạo sức mạnh mất đi cái kia một phần 10 thần long lực lượng, nhưng chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, thần long lực lượng cũng phát huy ra kỳ hiệu. Cho tới kiếm đạo sức mạnh, chỉ có từ kiếm bản thân tăng lên, không thể đem thượng vàng hạ cám sức mạnh đều rót vào. Có điều, coi như là không có thần long lực lượng, võ học trình độ vẫn là không cách nào phát huy ra toàn bộ công lực phải biết hắn hiện tại là bất hủ kiếm đạo đại thành giả thăng long bảng bên trong rất khó tìm đến thứ hai không nói quỷ thương liền lấy hàn ti minh so sánh võ học cùng cảnh giới cách biệt không có mấy dựa theo quỷ thương từng nói hắn cũng không phải là đối thủ khẳng định tồn tại mở rộng võ học phát huy tự thân công lực hiệu suất phương thức nhưng đây là cái gì đây giang thần rất muốn tìm tới hàn ti minh lẽ ra có thể được đáp án thanh ma Giang Thần cũng có thể xác định chính mình sẽ nghĩ tới đáp án, nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian để chứng minh có bao nhiêu thông minh đem bắt bộ chúng thanh ma tỉnh lại. Có kẻ địch thanh ma nghỉ ngơi một lần liền muốn kịch liệt chiến đấu một lần, vì vậy còn tưởng rằng lại có cường địch. Khi rõ ràng Giang Thần khổ não sau khi nói lấy thiên phú của ngươi, không hai ngày nữa liền có thể nghĩ đến bí tàng chỉ mở ra một tháng, hai ngày rất quý giá. Giang Thần nói rằng vậy cũng tốt đơn giản tới nói chính là người võ học cùng tự thân sức mạnh thiên bình ngược lại thanh ma thân là đã từng đại tôn giả đối với những này hiểu rõ liền dường như giang thần ở trận pháp cùng linh đan trên trình độ ở hắn giảng giải hạ giang thần rõ ràng xảy ra chuyện gì võ học trình độ có thể đem tự thân công lực tạo thành uy lực sử dụng tốt nhất giang thần vẫn lấy này đánh bại cảnh giới cao với người của mình vui này không đối phương có điều ở tiến vào bí tàng trước Phó học của hắn cũng sắp gánh chịu không được công lực, chớ đừng nói chi là ở những ngày qua cảnh giới liên tiếp đột phá. Tuyệt đại đa số người đều không biết có như người vậy khổ não, bởi vì bọn họ trình độ không đạt tới tầng thứ này. Có thể chỉ cần đạt đến người đều là số một số hai thiên tài, tiến thêm một bước nữa liền sẽ đạt tới siêu phàm nhập thánh mức độ. Thanh Ma nói tới, xác định Giang Thần vừa nãy suy nghĩ, hắn đón lấy quan tâm chính là làm sao tiến thêm một bước nữa bởi vì người quấy nhiễu đồ vật chỉ có ở lúc chiến đấu mới sẽ biểu hiện ra vì vậy được gọi là chiến đạo lĩnh vực chiến đạo lĩnh vực hưm tỷ như thiên võ ý cảnh là võ học đại đạo cùng ý cảnh võ học dung hợp chiến đạo lĩnh vực chính là võ học cùng công lực kết hợp trước người vẫn luôn chỉ là thông qua võ học để phát huy ra công lực công lực thôi thúc võ học nhưng chiến đạo lĩnh vực là hai người kết hợp nghe đến đó giang thần biết rồi quỷ thương nói tới cảnh giới chính là chỉ cái này hạng nhất thăng long bảng 50 vị trí đầu nhân vật, khẳng định đều là công lực vượt qua võ học phát huy phạm vi thiên tài, ở bước vào chiến đạo lĩnh vực sau, nâng cao một bước. Giang thần trong mắt hiện ra cực nóng ánh sáng, không thể chờ đợi được nữa nhìn về phía thanh ma, nói phải làm như thế nào đến. Chiến đấu, không ngừng chiến đấu, cái này cũng là xưng là chiến đạo lĩnh vực nguyên nhân. Thanh ma nói rằng, Giang thần ngẩn ra, phảng phất một chậu nước lạnh tưới xuống, bởi vì nơi này không có kẻ địch có thể tìm A. Chiến số lượng bách tràng, liền có thể cảm nhận được chiến đạo lĩnh vực, thiên phú của ngươi, đại khái 70, 80 tràng liền đủ. Thanh ma nói tới chỗ này, có chút đần độn vô vị, nói kỳ thực chỉ cần võ học cùng tự thân sức mạnh thiên bình ngược lại, ai cũng có thể đạt đến chiến đạo ý chí, then chốt là một trận chiến đấu chất lượng, một hồi quyết chiến sinh tử bên trong sống sót, so với được với mấy chục tràng điểm đến mới thôi luận bàn. Nghe đến đó, vốn tưởng rằng chiến đạo ý chí rất đơn giản giang thần, cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nhìn qua yêu cầu đơn giản, trên thực tế, là thử thách một người tổng hợp trình độ, phải như thế nào vẫn sống sót chiến đấu tiếp. Vậy thì, đánh đi, giang thần thân thể cách mặt đất bay lên, mặt nạ lần thứ hai mang theo, một cái màu đen áo choàng dài khoác lên người, che lấp đi thân hình. Không tiến vào chiến đạo lĩnh vực, coi như đem cảnh giới tăng lên tới tầng 8, cũng không phải quỷ thương đối thủ sau đó một quãng thời gian bí tàng bên trong người phát hiện xuất hiện một cái mang mặt nạ quái nhân ở người khác điên cuồng tầm bảo thời điểm hắn chung quanh tìm người khiêu chiến vừa bắt đầu người khác còn tưởng rằng là đến cướp đoạt nhưng ở mặt nạ nam thủ thắng sau không cướp không giết nghênh ngang rời đi gọi nhân không tìm được manh mối nương theo hắn đánh bại kẻ địch càng ngày càng mạnh tiếng tăm cũng là càng lúc càng lớn Đặc biệt là ở một lần cùng hãng nhất thăng long bảng thứ 57 tên liễu mây tản kịch liệt đối chiến dòng dã sau 4 canh giờ, thắng được cái kia trận chiến đấu. Mọi người bắt đầu hiếu kỳ người này là ai, lựa chọn ở bí tàng bên trong ra tay, hiển nhiên là muốn muốn nổi danh, hơn nữa nhìn đối thủ của hắn, là muốn xông vào thăng long bảng 50 vị trí đầu. Nếu như thật làm được, long vực lại sẽ thêm ra một tên nhân vật nổi tiếng. chương 429, Võ Hoàng Thành, Bí tàng Tiểu Thế Giới võ hoàng thành. Đây là đến nay mới thôi, ở bên trong tiểu thế giới phát hiện kiến trúc kích thước lớn nhất vật. Cùng cái kia trúc xây ở trong núi hoặc là lòng đất cung điện dưới lòng đất không giống, võ hoàng thành tọa lạc ở trên vùng bình nguyên. Từng tòa từng tòa bảo điện vàng son lộng lẫy, khí thế hùng hồn. Nơi này cũng là trước từng xuất hiện trùng thiên khí trụ địa phương. Cách hiện nay đã qua nhanh 10 ngày, võ hoàng thành trên dưới bị tới rồi người lật toàn bộ, cái gì đều không còn lại đúng là có không ít nhân ở đây dừng lại bởi vì khí trụ chỉ dẫn rất nhiều phân tán đội ngũ ở đây đoàn tụ ngoại trừ ngày thứ nhất bởi vì tranh đấu bảo vật giết chóc ở ngoài những ngày qua đã bình tĩnh lại trở thành rất nhiều người ở bí tàng bên trong tiểu thế giới cứ điểm bí tàng nguy hiểm nhất không chỉ có là nhân còn có vô số hung thú có điều nhân một nhiều liền dễ dàng sai lầm võ hoàng thành tụ tập đến từ long vực các cái thế lực đội ngũ anh hùng điện cùng tà vân điện hai cái đội hình người đều có lại có cửu oán hận, lại có bảo vật dụ nhân, vốn nên là một tòa hỗn loạn chi thành, nhưng trong thành trật tự tốt vô cùng. Nguyên nhân là hạng nhất thăng long bảng ba vị trí đầu ba người tỏa chấn trong thành, nghiêm cấm bất kỳ tranh đấu. Liền nơi này trở thành tiểu thế giới một cái cảng tránh gió, rất nhiều ở bí tàng bên trong được thu hoạch người, đều sẽ đi tới nơi này tiêu hóa hết. Võ Hoàng Thành không chỉ có an toàn, cả tòa thành dưới lòng đất hiển nhiên có một cái viêm rồng tinh thạch mỏ quặng, Làm cho cả tòa thành nhiệt độ cực cao, năng lượng trong thiên địa cũng bởi vậy được tăng lên, tiến hành tu hành làm chơi ăn thật. Chỉ là võ hoàng thành diện tích không lớn, chỉ có thể chứa đựng mấy trăm người, đại đa số người cần phải ở tường thành bên ngoài. Vào giờ phút này, ở võ hoàng thành trong thành biên giới, chính đang phát sinh một hồi xung đột. Một nhánh đội ngũ gặp phải xua đuổi, muốn đem vị trí cho đằng đi ra. Dựa vào cái gì, đội ngũ đội trưởng đương nhiên không đáp ứng, nàng là một vị dáng ngọc yêu kiều nữ tử, một con tóc dài đen nhánh buông xuống ở bên hông, da thịt trắng nõn. Dài nhỏ mày liễu hạ là song nhu tình như nước mắt hạch, ác liệt nhìn về phía người trước mặt. Không phải chúng ta dựa vào cái gì đánh đuổi các ngươi, là các ngươi dựa vào cái gì lưu lại. Người đến khí diễm hung hăng, ngữ khí hùng hổ dọa người, không có chỗ thương lượng. Chi trước định ra đến quy củ là, ba ngày trước đi tới võ hoàng thành người, có thể ở ở trong thành, sau đó quy củ là mang đội đội trưởng nếu như thăng long bảng 100 vị trí đầu nữ tử một bước cũng không nhường, chuyển ra quy củ. Ngươi là thăng long bảng 100 vị trí đầu sao? Chúng ta đội trưởng là, nữ tử phía sau một người đứng ra, uấn cả giận nói, huống hồ chúng ta là anh hùng điện đệ tử, một mình ngươi cống hiến cho tà vân điện ra hỏa ở trước mặt chúng ta kêu gào. Đây là vị vóc người khôi ngô, có một tấm cương nghị khuôn mặt nam tử, lời từ hắn có thể nghe ra tính khí nóng này. Hắn trong miệng tà vân điện nam tử tà liếc lại đây, nhân như một ngọn gió thổi đi, không hề có điểm báo trước ra tay. Mấy lòng bàn tay liền đem của hắn mặt cho đánh thúng. Ở bí tàng, thực lực nói chuyện, hung hăng nam tử lại trở về nữ đội trưởng trước người, ngạo nghễ nói, muốn muốn lưu lại cũng được, ở ta trái phải hầu hạ. Nguyên lai, hắn đánh chính là chủ ý này, hơn nữa ở trên mặt hắn không thấy được chút nào xấu hổ cùng lúng túng, trái lại lẽ thẳng khí hung. Ứng vô song, có thể hầu hạ phi vũ thiếu gia là của ngươi vinh hạnh, còn do dự cái gì? Ở phía sau hắn, theo vài tên xinh đẹp nữ tử, mọi người vần quanh vây quanh ở bên cạnh hắn. Ứng Vô Song cười gần đáp lại, xem thường với mở miệng. Ở tiến vào bí tàng thời điểm, thần kiếm hội ngoại trừ Giang Thần, Ứng Vô Song cùng những đội viên khác đều cùng nhau. Những ngày qua mấy lần trở về từ cõi chết, toàn thiệt thòi Giang Thần chuẩn bị đầy đủ cho mỗi người chuẩn bị tốt nhất linh đan. Ngươi là không muốn Hàn Phi vũ con người đen co rút nhanh, ánh mắt bén nhọn như lưỡi dao sắc giống như. Người không quyền đánh đuổi chúng ta, người muốn đem sự tình làm lớn, ta phụng bồi, anh hùng điện đệ tử tuyệt không sợ phiền phức. Ứng vô song lạnh lùng nói, anh hùng điện đệ tử, cũng không thể không tuân thủ quy củ, dù cho lệ nam tinh ở trong thành cũng không được. Ở rằng co bên trong, lại có người tham gia, hơn nữa còn là ứng vô song kẻ đáng ghét. Mộ dung tiểu thư, Hàn Phi vũ thái độ lặng yên chuyển biến, lúc nãy ngạo khí biến mất không còn tăm hơi mộ dung diên thực lực hay là thấp nhất có thể nàng hiện tại là mộ dung gia trong đội ngũ một thành viên đó là hiện nay đội mạnh một trong đội trưởng không tiến vào bách mạnh không thể vào bên trong đây chính là quy củ mộ dung diên không có phản ứng hàn phi vũ chết nhìn chồng chọc ứng vô song không tha nói ta khuyên ngươi vẫn là gia nhập đội ngũ của hắn cùng những cô gái này như thế ngược lại ngươi không phải thích nhất nam nhân sao không có người thích đến muốn dùng gia tộc tài nguyên đến nuôi. Ứng vô song nói rằng, nghe nói như thế, mộ dung diên sắc mặt cứng đờ, lập tức không phản đối nở nụ cười, giả vờ phóng khoáng nói ta tình nguyện. Ta hàn phi vũ bên người, không phải muốn ở lại cứ ở lại, muốn không để lại liền không để lại. Hàn phi vũ bước xa lên trước, khi thế bức người, nói hiện tại, các người cút khỏi võ hoàng thành. Đội trưởng của chúng ta xếp hạng hạng nhất thăng long bảng thứ 98 tên thần kiếm hội có người nói hàn phi vũ cười gần nói giang thần thật sao hắn chết sớm ở quỷ thương sư huynh trong tay lẽ nào các ngươi không biết sao cái kia chàng ngàn dặm xa xôi truy sát ở bí tàng bên trong đã là không người không biết không người không hiểu không ai nhìn thấy thi thể ứng vô song tuyệt không tin giang thần sẽ như vậy dễ dàng chết đi hàn phi vũ xem thường lắc lắc đầu nói các ngươi căn bản không biết quỷ thương sư huynh đáng sợ hắn muốn giết người coi như là chân trời góc biển, cũng phải đuổi đến. Quỷ thương tiếng tăm ở Long Vực vẫn là rất lớn, đặc biệt là tà vân điện những này người hiểu hắn. Coi như không chết, cũng phải chờ hắn đến rồi mới tha các người đi vào, hiện tại cút ra ngoài. Ứng vô song căng thẳng mặt cười, phía sau thần kiếm hội người cũng đều là không cam lòng. Đang lúc này, võ hoàng thành phát sinh không nhỏ tiếng ổ lên, điều này làm cho ứng vô song, hàn phi vũ đám người hiếu kỳ ngẩng đầu lên chỉ thấy giữa bầu trời có một vệt cầu vồng từ xa tới gần mà đến, ngưng mắt nhìn lại, sẽ phát hiện một người bóng người. Một cái phiêu giật màu đen áo khoác, trên mặt đeo mặt nạ. Chỉ là ra trận liền gọi nhân có lớn như vậy phản ứng, tất nhiên là nhân vật nổi tiếng. Là cái kia người điên, Hàn Phi vũ bỗng cảm thấy phấn chấn, ý thức được cái gì, đầy mặt hưng phấn, nói hắn là đến nỗ lực 50 người đứng đầu. Hắn phảng phất đã quên chính mình chuyện cần làm, hướng về phương hướng kia chạy đi. Ứng vô song cũng nghĩ đến người thứ 50 cường giả ngay ở trong thành, một trận đại chiến sắp bắt đầu. Nàng giống như những người khác, rời đi bước chân, không muốn bỏ qua một hồi đặc sắc trò hay. Ở võ hoàng thành trung ương, một cái nhã trí trong sân, đang có một người ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Trương vũ sư huynh, tên kia thật sự đến rồi. Có nhân vội vàng tới rồi, kích động kêu to. Khoảng thời gian này, cái kia chung quanh tìm người khiêu chiến người điên đã gây nên không ít người quan tâm nhìn hắn động tính, là muốn xung kích 50 người đứng đầu. Người thứ 50 trương vũ, tự nhiên là đứng mũi chịu sao. Cuộc nháo kịch này, nên đình chỉ. Trương vũ nỉ non một câu, ánh mắt nhìn về phía không trung. chương 430, chiến đạo cao thủ. Võ hoàng thành kiến trúc cao nhất là một tòa gác chuông. Bất luận ở trong thành nơi nào, đều cần ngước đầu nhìn lên mới có thể nhìn thấy đỉnh chóp. Gác chuông không chỉ có cao, cũng mọc rễ vào dưới nền đất nơi sâu xa, vì vậy viêm rồng tinh thạch mang đến phản ứng cũng mãnh liệt nhất. Gác chuông bên trên, ngồi ba người, phân biệt là anh hùng điện lệ nam tinh, Tà Vân điện Tô Hình, cùng với tám lớn truyền thừa thế gia đứng đầu mộ dung gia đệ tử, mộ dung Long. Ba người hùng cứ hạng nhất thang long bảng ba người đứng đầu dài đến mấy năm. Có điều, đầu bảng vẫn không có tuyển ra đến, thậm chí liền ngay cả người thứ hai đều vẫn không có. Bởi vì ba người chưa từng có chính thức từng giao thủ, phân ra thắng bại. Mặt nạ nam đến, bị bọn họ chú ý tới, lệ nam tinh sắc mặt bình tĩnh, một đôi u buồn ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Tô hình nhíu mày, đầy hứng thú địa nhìn sang, lấy lòng mọi người. Mộ dung long xem thường, một đôi con người đen đặc biệt lạnh lẽo. Tuy rằng phản ứng không giống, nhưng đều không có ngăn cản ý tứ. Mặt nạ nam vị ở không chung, không có vào thành, không tính phá hoại bọn họ lập xuống quy củ. Nếu như hắn muốn khiêu chiến người không muốn đi ra, hắn cũng không được vào thành khiêu khích, nếu không thì, trong ba người tùy ý một cái liền có thể đem giết chết. Có điều, lòng háo thắng mãnh liệt võ giả, như thế nào sẽ ở long vực thiên tài tập hợp địa phương nhận kinh sợ. Hãng nhất thăng long bảng trương vũ chủ động tới đến không trung cùng mặt nạ nam duy trì đồng dạng độ cao. Không cần lời dạo đầu, khí tức sơ sát tràn ngập ở giữa hai người. Người là, cuối cùng, vẫn là mặt nạ nam mở miệng. hạng nhất thang long bảng người thứ 50, trương vũ trương vũ thấy hắn không biết mình bất mãn mà bĩu môi ta không phải đến tìm được ngươi rồi mặt nạ nam nói ra gọi nhân xứng sờ cứ việc tất cả mọi người vào trước là chủ cho rằng hắn là tới khiêu chiến có thể ngoại trừ khiêu chiến hắn còn có những chuyện khác sao hàn ti minh có ở hay không mặt nạ nam không để ý trương vũ tái nhợt khuôn mặt hướng phía dưới hô rất càn giờ a à, gác chuông trên tô hình đánh giá một câu ngay ở trước mặt trương vũ nói không phải tìm hắn nói tiếp ra so với trương vũ thứ tự cao hàn ti minh. trương vũ gương mặt đó nói cho tất cả mọi người, hắn có bao nhiêu tức giận. Nếu như ngươi là cố ý làm tức giận ta, ngươi làm được, cũng sẽ nhờ đó trả giá thật lớn. trương vũ nói rằng, ngươi hiểu lầm, ta không phải tìm đến hàn ti minh khiêu chiến, cũng không phải tới khiêu chiến của ngươi. Dưới mặt nạ gương mặt đó, đương nhiên là giang thần, cùng hàn ti minh tách ra sau, hắn rất lo lắng đối phương an nguy. Ở ngày hôm qua đánh bại người kia trong miệng, hắn biết được võ hoàng thành, liền chạy tới nơi này. Ngươi sỉ nhục ta, cần của ngươi huyết đến cọ rửa. Trương Vũ không chịu bỏ qua, khắp thành người cũng không chịu nhận. Ta nói ngươi, không biết là sợ sệt đi, có nhân sợ không đánh được, ở phía dưới la lớn. Giang thần cười khổ một tiếng, hắn không phải là không muốn chiến, là hắn dự định trước đêm mấy ngày nay được kinh nghiệm chiến đấu tổng kết. Nếu ngươi muốn chiến, vậy thì chiến hắn nói rằng, nghe vậy, võ hoàng thành người vung tay hô to, đánh bóng mắt, phải đem mỗi cái chi tiết nhỏ đều thu hết trong mắt. Cái kia ai, người tại sao mang mặt nạ, chẳng lẽ là cái ông lão? Bắt đầu trước, gác chuông trên mộ dung long lớn tiếng nói. Lời này nhắc nhở mọi người, nếu nói như vậy, gian thần có thể không tư cách nỗ lực 50 người đứng đầu, thậm chí thăng long bảng lên một lượt không được trương vũ Tử vừa mới bắt đầu mãnh liệt chiến ý cũng ở nghe nói như thế sau tạm thời đè xuống nói đem mặt nạ hái xuống này sẽ làm ngươi bại có tôn nghiêm có người bị bệnh thần kinh muốn giết ta ở ta bước vào chiến đạo sau tự nhiên sẽ lấy xuống giang thần không có như ước nguyện của hắn nguyên lai like đây chính là ngươi chung quanh tìm người chiến đấu nguyên nhân như vậy nói cách khác người đánh bại ta sẽ tháo mặt nạ xuống trương vũ rõ ràng mục đích của hắn ngoại trừ bất ngờ cho rằng ở tình lý làm bên trong. Không sai, Giang Thần gật đầu thừa nhận, đối phương là chiến đạo cao thủ, chỉ có tiến vào chiến đạo lĩnh vực mới có thể thắng hắn. Tiếc núi chính là, mọi người chỉ sẽ thấy ngươi chết đi dáng vẻ. Trương Vũ nói rằng, Giang Thần nhún vai một cái, không cam lòng yếu thế, nói, làm để ta nắm giữ chiến đạo đối thủ, ta sẽ không giết ngươi. Hai người đều không nói đặc biệt ngông cuồng cùng hung hăng, tuy nhiên khiến người ta cảm thấy trong lời nói tự tin. Đó là thuộc về cường giả mới sẽ có. Nguyên Lai, hắn là vì nguyên nhân này mới tìm người chiến đấu. Hắn vừa nãy không muốn chiến, là muốn chờ đến nắm giữ chiến đạo sau lại ra tay. Hiện tại nhắm mắt trên, chẳng phải là thua chắc rồi. Không nghe hắn nói sao, muốn ở trong chiến đấu thông hiểu đạo lý, trở thành chiến đạo cao thủ. Chuyện này không có khả năng lắm đi, trừ phi hắn là yêu nghiệt giống như thiên tài. Võ Hoàng thành đám người kịch liệt thảo luận rõ ràng mặt nạ nam động thủ nguyên nhân cùng trương vũ làm đầu nghiêm chiến đấu quyết tâm khiến cho bọn họ càng thêm chờ mong thắng bại sẽ là làm sao là ngu xuẩn vẫn là quá ngu xuẩn mộ dung long nghe rõ ràng mặt nạ nam xì cười một tiếng rất là xem thường tìm một cái bước vào chiến đạo đối thủ so chiêu xác thực phi thường hữu hiệu hắn chính là thông qua phương pháp như vậy thành công không giống chính là lúc đó đối thủ của hắn là gia tộc bỏ ra nhiều tiền mời tới giáo sư không thương tính mạng hắn điều kiện tiên quyết tạo áp lực, đồng thời để cho hắn đốn ngộ thời gian. Trương Vũ đối mặt dao động hắn danh vọng người, chắc chắn sẽ không cho cơ hội như vậy, đem lấy thủ đoạn lôi đình ra chiêu. Sự thực cũng là như thế, Trương Vũ tóc dài múa tung, kinh khí như nộ rồng sông tới, này còn chỉ là hắn xúc lực phản ứng. Ra chiêu thời gian, trong suốt bầu trời phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa, ở Trương Vũ giữa hai tay, ngưng tụ ra giống bóng nước năng lượng. Thiên sát la trường lại là vị tinh thông trưởng pháp đối thủ, này không phải trùng hợp, bởi vì quyền trưởng so đao kiếm càng thích hợp chiến đạo. Rất nhiều người ở chiến đạo trình độ còn không tinh tiến trước, đều sẽ tạm thời từ bỏ binh khí. Nói thí dụ như Giang Thần, bên hông đao kiếm đã thu vào trong nạp giới, cải dùng song quyền. Nộ long thần quyền, Giang Thần hét dài một tiếng, song quyền càn quét vạn vật, nặng như vạn cân. Thấy cảnh này, trong đám người ứng vô song thở dài một hơi. Ở nàng nhìn thấy mặt nạ nam thời điểm, liền cảm thấy nhìn quen mắt, cứ việc trường bào che lấp đi dáng người, có thể bóng lưng vẫn là nhìn ra. Nếu giang thần tay trái xuất kiếm, dù cho không phải xích tiêu kiếm, ứng vô song cũng có thể xác định là hắn. Nhưng mà, như vậy bá đạo quyền pháp, hoàn toàn không phải nàng nhận thức giang thần. Làm sao, ngươi cho rằng hắn sẽ là giang thần sao? Cố ý ở nàng cách đó không xa mộ dung diên châm chọc một tiếng, ở mặt nạ nam nói mình bị người đuổi giết thời điểm, nàng cũng nghĩ đến bị quỷ thương truy sát ngàn dặm giang thần. Nàng đương nhiên là không muốn tin tưởng, nàng vị hôn phu đều còn không đứng vào hãng nhất thăng long bảng, giang thần liền một đường vào tới người thứ 50. Đùa gì thế, nhìn thấy mặt nạ nam gia quyền, khẳng định không phải giang thần, cùng ứng vô song không giống chính là, nàng là tràn ngập vui mừng. Cái ý niệm đầu tiên chính là, vẫn còn may không phải là hắn. Nàng cho rằng là cái kia gọi giang thần người thực sự là si nhân nằm mơ, ý nghĩ kỳ lạ a. À. Hàn Phi vũ kỳ cười một tiếng, hắn từ đầu tới đuôi đều không hoài nghi là giang thần, hắn nhận định bị quỷ thương truy sát người, chắc chắn phải chết. chương 431, 50 người đứng đầu. Không trung đại chiến kéo dài màn tre, quyền trưởng đụng nhau, khí đi ngàn dặm, tiếng sấm gió lăn lăn xuống dưới. trương vũ trưởng lực có bài sơn đảo hải oai, giang thần quyền ấn có hủy thiên diệt địa tư thế. Hai người người tới ta đi, gần người giao chiến, mỗi cái hiệp mạo hiểm vạn phần, cũng vô cùng đặc sắc, nhìn ra người phía dưới lòng sinh ngóng trông. Hắn tại sao có thể chiến hòa nhau? Đại đa số người hoa cả mắt, thần hoa lóng lánh chiến đấu, ở gác chuông ba trong mắt người, động tác đều có thể tách ra, thấy rõ đến mỗi một chiêu ảo diệu cùng dụng ý. Quyền trưởng ở kỹ xảo trên ai cũng không thua ai, nằm ở lực lượng ngang nhau trình độ, vì lẽ đó bọn họ không hiểu mặt nạ nam là làm sao cùng chiến đạo cao thủ trương vũ cứng đối cứng. Trương vũ cảnh giới tầng 7, cảnh giới của hắn tầng 6, nhìn dáng dấp là kỳ mạch khai phá tranh lệch. Mộ dung long rốt cuộc cảm thấy hứng thú, phân tích lên, lập tức lại nói, không đúng, vẻn vẹn là kỳ mạch tranh lệch, còn chưa đủ như vậy. Trong cơ thể hắn có dòng lực lượng, tô hình không ngờ nói. Nghe vậy, liền ngay cả lệ nam tinh cũng hơi nghiêng đầu đi, trong mắt có một ánh hào quang tuôn ra. Các người tả vân điện người, mộ dung long hiếu kỳ nói. Ta Vân Điện là Thần Long Hoàng triều sức mạnh còn sót lại sáng tạo. Truyền Văn Điện chủ là năm đó một vị hoàng tử chỉ có có hoàng huyết người có thể nắm giữ dòng lực lượng. Ta không nhớ rõ từng có người này. Tô Hình nhẹ nhàng lắc đầu, không phải rất khẳng định. Thực sự là gọi nhân khó chịu a. À, ta đi đem hắn mặt nạ lấy xuống, nhìn là thần thánh phương nào. Mộ Dung Long tính nhẫn nại vốn là không được, thêm vào không đem mặt nạ nam để ở trong mắt, nói chính là muốn ra tay. Lệ Nam Tinh đột nhiên nói, người đi, ta sẽ rút kiếm. Hứng hờ một câu nói từ trong miệng hắn nói ra, ánh mắt của hắn thậm chí không nhìn về phía mộ dung long, mà là cúi đầu nhìn ký kiếm của mình. Mộ dung long rất bất ngờ, nhìn về phía tô hình, người sau cũng là một mặt mờ mịt. Người biết hắn, mộ dung long trực tiếp hỏi, không quen biết, vậy ngươi làm gì ngăn cản ta? Mộ dung long bất mãn nói, ta muốn nhìn một chút hắn sẽ sẽ không thành công. Lệ Nam Tinh đáp án gọi người không lời, không có bất kỳ lợi ích nguyên nhân, vẻn vẹn là bởi vì muốn nhìn. Mộ Dung Long giơ cánh tay lên, nhưng ngay lúc đó lại thả xuống, bất đắc dĩ nói, hành hành hành, ta nể mặt ngươi. Bên kia, Trương Vũ cùng mặt nạ nam chiến đấu đã tiến vào gai cấn tột độ trình độ, từ vừa mới bắt đầu liền không dừng lại đã tới, càng ngày càng kịch liệt. Có điều đang tăng lên tới trình độ nhất định thời điểm, tranh lệch từ từ bại lộ trường lực cùng quyền ấn thật giống như hai cái phong kín vại nước, trường vũ cùng giang thần đồng thời đi vào trong chú nước. Giang thần quyền ấn vại nước đã đầy, bất kể như thế nào nỗ lực đều vô dụng. Phản chi, trường vũ trường lực còn ở cuồn cuộn không ngừng truyền vào, bởi vì hắn là chiến đạo cao thủ. Võ Hoàng Thành đám người cũng rõ ràng ý thức được câu nói kia quả nhiên không có nói sai. Hạng nhất thăng long bảng người thứ 50, so với thứ 51 cường mấy lần. Trương Vũ cùng mặt nạ nam chính là tốt nhất tham khảo ví dụ. Ta cũng sẽ không cho ngươi chậm rãi lĩnh ngộ thời gian. Trương Vũ chờ đợi cũng ngay vào lúc này, không bảo lưu nữa, sử dụng việt thức. Thuần Dương thần trưởng, có thể so với liệt nhật đại thủ ấn hạ xuống, hướng về mặt nạ nam ép đi. Giang thần thâm đề một hơi, tám cái kỳ mạch hoàn toàn phóng thích, sấm gió phân biệt tụ với hai tay, đánh về kim quang kia sán lạn đại thủ ấn. ầm ầm ầm, nổ vang điếc tai, kinh động thiên hạ, quyền trưởng hình thành năng lượng khí mang che lại võ hoàng thành bầu trời. Tất cả mọi người có gan gặp phải ngập đầu tai ương cảm giác. Kim giấu tay không có bị nắm đấm xuyên thủng, quyền ấn cũng không có biến mất, ở rằng co. Chỉ là giang thần rõ ràng ở hạ phong, thân thể bị ép tới không ngừng đi xuống hạ xuống, kim quang phải đem hắn nuốt mất. Tiến vào võ hoàng thành phạm vi, các người có thể coi là là phá hoại ta lập xuống quy củ. Mộ dung long e sợ cho thiên hạ không loạn, lớn tiếng nói cũng không biết có phải là hắn hay không đưa đến tác dụng, giang thần tâm tích xu thế dừng lại. Không dùng, ở phía trên trương vũ cánh tay đi xuống ép một chút, ánh vàng giấu tay lần thứ hai bùng nổ ra đáng sợ uy thế. Giang thần dưới mặt nạ khuôn mặt đã dữ tợn, tại này cỗ dưới áp lực, thân thể của hắn nhanh muốn biến thành yếu đuối bình hoa, lại không nghĩ biện pháp, lập tức sẽ phá nát. Nhưng là, đã không có cách nào, chỉ có liều lĩnh phát lực, vào lúc này, thiên phượng chân huyết nóng bỏng, thân thể bắt đầu tự cháy. Oanh, đột nhiên lại có không nhỏ tiếng vang truyền ra, thật giống như mặt nạ nam thân thể bị bóp nát. Trương Vũ cũng là cho là như vậy, một giây sau, hoàn toàn biến sắc, chỉ cảm thấy dấu tay bên dưới có một ngọn núi lớn vụt lên từ mặt đất, căn bản ép không được, trái lại bị đẩy tới Lam Thiên. A a a, cuồng dã gào thét từ dưới mặt nạ truyền ra, hai tay cũng là ánh vàng óng ánh, trong cơ thể thần long lực lượng như lũ quét cuốn tới, dâng trào ra không phải chứ mới vừa rồi còn trêu chọc mộ dung long không kìm lòng được đứng dậy nghĩ tới điều gì thành công tô hình cũng nói bọn họ là trước hết nhìn ra mặt nạ nam nắm giữ chiến đạo người võ học có thể gánh chịu sức mạnh khoách lớn mấy lần sức chiến đấu tăng vọt cuối cùng trưởng lực cùng quyền kình ở giữa trời cao bạo phát vạn dặm bên trong tầng mây bị thổi tan bầu trời trở nên một bích như tẩy trương vũ lùi tới xa xa hắn còn không bại nhưng sắc mặt khó coi đến cực điểm hắn không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành người khác thời cơ đột phá cái cảm giác này gọi hắn rất khó chịu dù cho như vậy người vẫn là sẽ bại trương vũ rất chắc chắc bởi vì hắn nhìn ra được quyền pháp của người này cũng không cao minh đều là chiến đạo cao thủ quá mức toàn lực ứng phó lấy võ học trình độ phân thắng bại không cần lại đánh mặt nạ nam nói rằng cái gì trương vũ ngẩn ra chẳng lẽ cái tên này trở thành chiến đạo cao thủ liền không muốn tiếp tục động thủ nghĩ tới đây hắn thực sự là tức giận không ngớt, cái tên này coi hắn là cái gì. Ngươi đã không phải đối thủ của ta, mặt nạ nam nói rằng, thực sự là chuyện cười, trương vũ căn bản không tin, bởi vì ta là kiếm khách, quyền pháp dối tinh dối mù. Giang thần nói ra lời này, đưa tay đem mặt nạ lấy xuống. Lúc này hắn, không cần lại sợ quỷ thương, tuy rằng vẫn là đánh không lại, nhưng đối với mới cũng đừng nghĩ giết hắn. Hắn đem mặt nạ tiện tay ném đi, ở người khác nhìn kỹ gương mặt đó thời điểm, xích tiêu kiếm xuất hiện bên trái tay. Giang thần, ứng vô song vô cùng kích động, tiếu đỏ mặt lên, này vẫn là nàng tiến vào bí tàng tới nay lần thứ nhất như vậy thất thố. Chuyện này, mộ dung diên phản ứng vẫn như cuối cùng nàng ngược lại, một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ vẻ mặt xuất hiện ở trên mặt. Nàng nghĩ đến lại xuất phát trước, chính mình ở thánh phong thương hội đã nói. Vị hôn phu của nàng mặc kiếm phi sẽ ở chính mình bồi dưỡng hạ, đem hai người tranh lệch cho đoạt về đến. Kết quả hiện tại nửa tháng vẫn chưa tới, Giang thần dùng hành động thực tế nói cho nàng có bao nhiêu buồn cười. E sợ cùng cực mộ dung ra hết thảy tài nguyên, đều không thể để mặc kiếm phi đuổi tới. Không đúng, hắn vẫn không có tiến vào 50 vị trí đầu, cuộc chiến đấu này vẫn chưa xong. Mộ dung Diên còn ở cuối cùng dẫy ruộng, trong lòng vì là trương vũ hò hét cố lên, hy vọng hắn có thể đem Giang thần chém giết. Nói như vậy, liền không tồn tại tranh lệch chương 432, người thứ 50, nhận ra Giang Thần không chỉ có ứng vô song cùng mộ dung riêng. Vị này hãng nhất thăng long bảng 100 vị trí đầu anh hùng điện đệ tử, võ trong hoàng thành cũng không có thiếu người biết được. Dù cho là chưa từng gặp mặt người, cũng biết hắn một ít đặc thù. Nói thí dụ như tay trái kiếm, tay phải đao, tuổi trẻ tài cao, dựa vào chính mình nỗ lực đi tới hôm nay. Dù cho không nhận ra được người, cũng từ trong miệng của người khác biết được Giang Thần tên nhớ tới hắn ở phong nguyệt thành chém giết liễu sát dương đến từ thánh thành người còn biết hắn ở chiến lược bảng gây nên phong ba trương vũ thuộc về đối với hắn khá là xa lạ loại này nhân tâm tư thả ở bên kia mũi kiếm đỏ đậm linh kiếm trên người sử dụng kiếm thì lại làm sao chiến đạo cao thủ cần một quãng thời gian rất dài mới có thể một lần nữa cầm lấy binh khí trương vũ không có bị dọa dẫm lạnh lùng nói huống hồ ngươi vừa nãy quyền pháp bên trong sức mạnh ta không tin có thể dùng cho kiếm bên trong động thủ chẳng phải sẽ biết sao, kiếm pháp xác thực không dùng được thần long lực lược, giang thần nhất định phải bỏ qua. Có điều nắm giữ đến chiến đạo, kiếm có thể phát huy ra kỳ mạch sấm gió, thần mạch thần lực, mặt khác tự thân trong máu thiên phượng sức mạnh. Đến đây đi, Trương Vũ ngược lại muốn xem xem hắn có phải là phô trương thanh thế, chủ động xuất trường. Lần này trực tiếp là chiến đạo lĩnh vực trạng thái toàn thịnh, trường lực cuộn trào, có cuốn khắp thiên hạ, bao gồm hết vũ nội tâm ý tuyệt thức thiên thần kiếm trưởng, trường lực thao thao bất tuyệt, lại như kiếm giống như ác liệt. Giang thần đối mặt một trường này, biết tầm thường thủ đoạn là ứng phó không được, chỉ có toàn lực ứng phó, thực lực thấy cao thấp. Sát na kiếm pháp, thức thứ hai, đồng dạng là tuyệt thức, kiếm thế đồng thời, vạn vật phảng phất bất động bất động, lưu ly giống như ánh xanh ở kiếm cùng nhân gian lấp lóe. Hả, lệ nam tinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hiếm thấy kinh ngạc ở trong mắt chợt lóe lên hắn là duy nhất một cái ở giang thần xuất kiếm lúc đó có phản ứng người những người khác đợi đến lợi kiếm cắt ra bầu trời trương vũ hoàn toàn mất đi sức chống cự thời điểm mới lấy lại tinh thần ở tại bọn hắn nghĩ nên làm sao đi biểu đạt nội tâm khiếp sợ thời điểm kiếm đã ngừng lại thắng bại cũng đã phân ra trương vũ trên người áo khoác trở thành vải rách bóc ra mà của hắn nhân một chút việc đều không có giang thần không có giết hắn chính như hắn nói tới trương vũ giúp hắn hoàn thành mục tiêu tại sao có thể mau như vậy vốn đang ôm chờ mong mộ dung riêng được như vậy kết quả không thể nào tiếp thu được thần kiếm hội thành viên vung tay hô to nhen lửa toàn trường đoàn người sôi trào một mảnh không nghi ngờ chút nào đây là một hồi đáng giá xưng đạo đặc sắc chiến đấu bất kể là giang thần ở trong quá trình này trở thành chiến đạo cao thủ vẫn là cuối cùng cái kia sắp tới vượt qua thời gian một chiêu kiếm đều thuyết phục không ít người then chốt giang thần còn như vậy tuổi trẻ rất nhiều người coi hắn là thành là tấm gương chờ mong hắn tương lai thành tựu giang thần ứng vô song không thể chờ đợi được nữa đi tới không chung quen biết nhau trương vũ nhưng là biểu hiện âm u trở về mặt đất vô song không tìm được hàn ti minh ngược lại là gặp phải ứng vô song này có thể nói là vui mừng ngoài ý muốn đặc biệt là ở hắn biết thần kiếm hội thành viên đều ở còn không người chết thời điểm trên mặt đất mộ dung diên không thấy bóng người cái kia hàn phi vũ dự định tránh đi nhưng bị thần kiếm hội người ngăn cản, thực lực của hắn so với bất luận một ai đều mạnh, nhưng hắn đã không dám động thủ nữa. Giang Thần cùng Ứng Vô Song rơi xuống từ trên không đến. Chính là hắn sao? Giang Thần chưa từng song nơi đó hiểu rõ đến xảy ra chuyện gì, trong mắt Hàn Ý liền ngay cả ở lúc chiến đấu đều không từng có quá. Ứng Vô Song khắp cả người phát lạnh, không dám manh động. Hắn cũng chỉ có thể bắt nạt hạng nhất thang long bảng ở ngoài tiểu nhân vật. Người thứ 50 Giang Thần một cái tay đều có thể bóp chết hắn. Giang thần, ở trong thành không thể tranh đấu, Hàn Phi vũ chỉ có thể kỳ vọng này có thể đến giúp chính mình. Tranh đấu, ngươi cũng xứng, ngươi chỉ có chịu đòn phần. Giang thần đi tới chính là hai lòng bàn tay đem hắn đánh cho đầu óc choáng váng. Đồng thời một quyền đánh vào đối phương khí hải vị trí, sức mạnh xuyên thấu vào. Hàn Phi vũ đau lăn lộn đầy đất, đặc biệt là khí hải muốn phảng phất nước toát cảm giác làm hắn tan vỡ. Ngươi phế ta ta, ngươi phế bỏ ta hàn phi vũ mất khống chế hét lớn nếu như ngươi muốn nói như vậy giang thần bĩu môi đối với người như thế ra tay chính mình cũng là đầy mặt ghét bỏ hàn phi vũ sau một lát mới phát hiện khí hải không có vỡ tan nhưng cũng không khá hơn chút nào ít nhất muốn tĩnh dưỡng hơn một tháng mới có thể tốt nhưng bây giờ là ở bí tàng bên trong ý vị như thế nào hàn phi vũ trong lòng rõ ràng tốt người điên rồi hàn phi vũ cắn răng nhìn về phía bên cạnh mấy tên nữ tử nói dìu ta lên nhưng mà trước bách y bách theo lời ngon tiếng ngọt mấy cái nữ tử căn bản không nhúc nhích xác định hắn đánh mất sức chiến đấu sau trong mắt chảy ra xem thường người bây giờ là phế nhân một cái không thể mang đến chúng ta tầm bảo còn muốn phát hiệu lệnh đây lúc trước nhiệt tình nhất nữ tử vô tình nói mắt phượng mắt lé hắn một chút người tiện nhân kia hàn phi vỗ chửi ầm lên nữ tử không có để ý đến hắn nhìn về phía giang thần cười quyến rũ nói giang thần sư huynh chúng ta có thể không thể gia nhập đội ngũ của ngươi không thể ứng vô song đứng ở giang thần trước người trực tiếp từ chối sau khi giang thần mang theo thần kiếm hội người rời đi chỉ còn dư lại hàn phi vũ khác nào ăn mày giống như ngồi ở trên đường vì nữ sắc chọc phiền phức quay đầu lại mất đi hết thảy có thể nói là mạc đại trào phúng gác chuông trên lệ nam tinh mộ dung long Tô Hình ba người còn đang thảo luận vừa nãy kiếm kia. Vừa tinh thông chiến đạo, liền có thể đem vũ khí dùng đến trình độ như thế này, lợi hại. Tô Hình tán dương một tiếng, lấy thân phận của hắn, này là phi thường hiếm thấy. Nếu như phải đem chiến đạo trình độ phân cấp, vậy thì là nắm vũ khí cùng không nắm vũ khí. Đương nhiên không đủ chuẩn xác, bởi vì có mấy người vốn là dùng quyền trưởng, nói thí dụ như quỷ thương. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, đây là một hồi trăm phương ngàn kế. Kế hoạch tốt biểu diễn, nào có như vậy khéo. Ở lúc mấu chốt đột phá, cho rằng là nói cố sự đây. Mộ Dung Long không muốn tiếp thu, hoặc là bởi vì hắn vừa bắt đầu liền không coi trọng Giang Thần, hay là nhìn thấy có nhân so với mình lúc trước càng xuất sắc, không muốn đi tin tưởng. Coi như đúng như lời ngươi nói, trận này diễn xuất cũng là dựa vào hắn bản lãnh của chính mình, chỉ là quá trình đặc sắc điểm. Tô Hình nói rằng, một mình người Tả Vân điện người đối với anh hùng điện tán Dương Cao như vậy mộ dung long quái gở nói rằng tô hình không phản đối nở nụ cười nói tám lớn truyền thừa thế ra đứng ở anh hùng điện trận doanh nhưng mà ngươi đối với anh hùng điện đệ tử càng khả nghi a à. truyền thừa thế ra không đứng ở bất kỳ một bên lợi ích của gia tộc làm trọng mộ dung long nói rằng ở hai người không ngừng ám chỉ đối thoại bên trong lệ nam tinh phảng phất không nghe thấy gần đủ rồi hắn nói rằng lời này nhắc nhở tô hình cùng mộ dung long hai người nhìn nhau vừa nhìn gật đầu một cái tất cả mọi người chú ý nghe mộ dung long đứng thẳng người thanh như sấm sét liền ngay cả ngoài thành người đều có thể nghe thấy ở một chỗ có quy mô so với võ hoàng thành còn muốn lớn hơn bảo tàng mộ dung long nói rằng lời vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người cả kinh bao quát giang thần ở bên trong võ hoàng thành bị phát hiện thời điểm bảo khí xông thẳng lên trời ngày ấy bởi vì tranh cướp bảo vật lưu huyết đem cả tòa thành đều cho nhuộm đỏ Chương 433, năm đạo phòng tuyến. Ở võ hoàng thành phát hiện báu vật đều rơi vào thực lực siêu quần trong tay cường giả. Còn có một phần làm đến sớm người may mắn cũng có thu hoạch. Chỉ là thông qua đồn đại hiểu rõ đến bọn họ thu hoạch, liền gọi không ít người ước ao, hận chính mình không có bốn cái chân. Ở mộ Dung Long nói ra lời này, lập tức hấp dẫn lấy tất cả mọi người chú ý. Có điều cũng có nhân nghi hoặc không rõ, thực sự là nói như vậy? Mộ Dung Long làm sao sẽ lòng tốt nói ra. Đáp án rất nhanh công bố, nơi đó là mảnh bảo địa, trở thành bí tàng bên trong hung thú chiếm giữ xảo huyệt. Ta cùng Tô Hình, lệ nam tinh ba chi đội ngũ từng thử liên thủ, có thể nguy hiểm vẫn như cũ quá to lớn. Hiện đang lựa chọn nói ra, đồng ý đi đội ngũ đồng thời hành động, bằng bản lãnh của mình. Đồng ý người, đi tới không chung, hầu như ở mộ dung long dứt lời hạ không bao lâu, trong thành tất cả mọi người đi tới không chung. Căn cứ đội ngũ của chính mình dừng lại, Mộ Dung Long lại nói: "Rất nhanh, mấy trăm người ăn chia hơn 10 chi đội ngũ. Giang Thần Thần Kiếm hội cũng ở, ta nghĩ lúc tiến vào, các ngươi trưởng bối đều đã nói, bí tàng bên trong nguy hiểm nhất chính là nhân." Tô Hình ngẩng đầu ưỡn ngực, tự có một luồng uy thế tản ra, so với Mộ Dung Long càng thêm tự nhiên, không dấu vết, từ tâm mà phát. Nhưng hiện tại, chúng ta cùng chung kẻ địch là cái kia chút ngăn cản chúng ta đoạt bảo hung thú đang giải quyết hung thú sau, nơi đó bảo vật, nhiều không kể xiết. Có nhân muốn nói đến lúc đó còn không phải các ngươi những này đội mạnh ăn thịt, những người khác khả năng liền thang đều uống không lên. Có điều, đến lúc đó cũng khẳng định là bọn họ giải quyết cái kia chút khó có thể đối phó hung thú. Thêm vào tin tức tình báo đến từ bọn họ, ngược lại cũng không ai đưa ra dị nghị. Như vậy, lên đường đi, lệ nam tinh vừa đứng lên, mấy trăm người minh mông cuồn cuộn từ võ hoàng thành bay ra giang thần có cần tới hay không ứng vô song chỉ vào một cái hướng khác hỏi võ hoàng thành còn có một nhánh anh hùng điện đội ngũ vậy thì là lệ nam tinh xuất lĩnh thần võ minh hơn hai mươi người đều là anh hùng điện tinh anh khí huyết cường thịnh hai mắt tinh mang bắn ra bốn phía gia nhập bọn họ cũng chỉ có thể theo ăn canh giang thần nói rằng thực lực nguy hiểm tiền lời ba người này là có nhất định quy luật cái kia chút lựa chọn tìm người khác che chở cùng đội hành động người đều là lựa chọn hy sinh tiền lời, hạ thấp nguy hiểm. Giang thần không phải cầu ổn người, nhưng hắn vẫn là cùng thần kiếm hội thành viên khác thương lượng. Chúng ta nghe hội trưởng, những người này chăm miệng một lời, đều lựa chọn tin tưởng giang thần. Giang thần ý thức được vấn đề của chính mình dư thừa, ở bí tàng bên trong, đội trưởng thân phận này, chính là muốn xem xét thời thế, dẫn dắt đội ngũ hành động. Rất tốt, ta chỗ này có một môn kiếm trận, ta truyền cho các ngươi, giang thần thông qua thần thức đem một môn trận pháp truyền cho mỗi người ứng vô song đang muốn nói thời gian vội vàng căn bản không kịp nhưng chờ nàng thu được kiếm trận nội dung thời điểm đem lời thu hồi đi đối với giang thần phục sát đất giang thần truyền đến trong tin tức không thừa bao nhiêu giới thiệu nói thí dụ như trận pháp tên có cái gì đặc điểm uy lực bao lớn chỉ là nói cho mỗi người một bộ phận rất nhỏ nội dung đối ứng bọn họ ở trong kiếm trận vị trí cùng biến hóa Thần kiếm hội người trở thành linh kiện, bất cứ lúc nào có thể tạo thành hiệu suất cao mà lại có lực sát thương trận pháp. Có thể làm được đem trận pháp phân phối như vậy hoàn mỹ, nhất định phải là tinh thông trận pháp đại sư. Một đường không nói gì, thần kiếm hội người đang yên lặng tiêu hóa trong trận pháp dung. Bọn họ đối với kiếm trận uy lực không biết gì cả, nhưng đều tin tưởng Giang thần. Sau một canh giờ, ở không nhanh không chậm tốc độ phi hành hạ, đi tới mộ dung long nói tới địa phương. Tận mắt sau khi thấy được mọi người khẳng định mộ dung long thật giả. Một cái liên miên núi non chập trùng, khí thế bàng bạc, rộng lớn bao la. Nhìn kỹ, sẽ ở trong núi phát hiện hồng tường lục ngói cung điện. Bay cao quan sát, có thể nhìn ra những kiến trúc này là một thể, là một ngọn núi bên trong hành cung. Chỉ là không biết bao nhiêu năm qua đi, thiên nhiên đem hành cung phân cách thành rất nhiều độc lập khu vực. Đều không nên tùy tiện hạ xuống, sẽ quấy nhiễu đến hung thú. Mộ Dung Long nhìn dục già dục dịch người, hét lớn một tiếng đem bọn họ phát sợ như hắn từng nói phía dưới xác thực có không ít hung thú chỉ là giang thần nhìn thấy một con trường mấy chục mét màu đen đại ngô công chiếm giữ ở trên nóc nhà thân thể phảng phất nước thép đúc mà thành đen thui tỏa sáng hiện ra ánh kim loại nhúc nhích thời điểm then chốt phát ra động tĩnh ẩn chứa uy năng đáng sợ còn có một ngôi lầu bàn tiệc cứ một con năm màu rực rỡ đại xa vừa nhìn liền khó đối phó những thứ này đều là hung thú, là so với dã thú, yêu thú tăng thêm sự kinh khủng vật chủng. Tính chất công kích cực cường, đối với nhân có trời sinh địch ý, cái này cũng là xương hô hung thú nguyên nhân. Chúng ta đến phân phối một chút đi, tô hình cái này tà vân điện người vào lúc này biểu hiện ra kẻ bề trên quyết đoán. Mộ dung long chỉ là gọi lại những người khác không muốn manh động, có thể đón lấy nên làm như thế nào, hắn không có chỗ xuống tay. Hung thú phân chia đồng dạng là binh cấp, tướng cấp, vương cấp, quỷ cấp, thần cấp. Căn cứ chúng ta tra xét, phía dưới như làm binh cấp, tướng cấp hung thú, cùng với 5 con vương cấp. Tô hình một bên giảng giải, một bên đem hung thú phân bố cắt cho mọi người thấy. Có nhiều như thế hung thú đợi ở chỗ này, ta nghĩ điều này có ý vị gì, các ngươi nên rõ ràng. Tô hình câu cuối cùng, khiến cho đến tất cả mọi người hô hấp dồn dập Hấp dẫn nhiều như vậy hung thú, trong núi hành cung, khẳng định có phương diện tu luyện bảo vật đây là đối với võ giả tới nói sức hấp dẫn nhất vật lớn. Năm con vương cấp hung thú, mỗi một đầu thực lực đều rất đáng sợ, nhưng này không phải vướng víu nhất. Ở chúng ta trong quá trình chiến đấu, chen chúc mà tới cấp thấp hung thú sẽ tạo thành quấy nhiễu. Chúng ta sẽ giải quyết vương cấp hung thú, cần các người phải ở các nơi xây năm đạo phòng tuyến, đến giúp chúng ta chống đối. Cái này cũng là bọn họ sẽ cùng nhiều như vậy nhân chia sẻ hành cung nguyên nhân. Này năm đạo phòng tuyến, Phân đừng ở những chỗ này. Tô Hình bàn tay quay về Sơn Mạch khoa tay, nói: "Năm đạo phòng tuyến, cần ở trong vòng 3 phút đồng thời xây, không phải vậy sẽ gặp phải ngập đầu tai ương." Hiện tại, các ngươi ai để hoàn thành nhiệm vụ này? Không người trả lời, không người nói chuyện, ở từng người vì là chiến trong hoàn cảnh, ai cũng không muốn mạo hiểm. Phòng tuyến xây dựng không ra, chúng ta liền giết không được vương cấp hung thú, hung thú không giải quyết, ai cũng đừng muốn lấy được bảo vật mộ dung long bất mãn nói mọi người hai mặt nhìn nhau biết lời này không sai Trúc tạo phòng tuyến nhất định phải có nhân đánh trận đầu xé ra chỗ hỏng lại để người thực lực hơi yếu tạo thành trận thức lệ nam tinh vào lúc này mở miệng gãi đúng chỗ ngứa nói mỗi người đều cần xuất lực này rất công bằng cũng không lâu lắm đội ngũ ăn chia năm cỗ phân biệt đi tới phòng tuyến bầu trời trong đó mang đội cường giả dồn dập tiến vào trạng thái chiến đấu chờ mệnh lệnh lao xuống đi Giang Thần, cẩn thận một chút." Ứng Vô Song có chút ít lo lắng, phía dưới cái kia chút khuôn mặt đáng ghét hung thú, nàng nhìn đều là tê cả da đầu. "Không có chuyện gì, thân là người thứ 50 Giang Thần, tự nhiên cần nhất xuất thủ trước." Cùng hắn đồng thời hành động, còn có vừa nãy bại ở trong tay hắn Trương Vũ. Chương 434, đạo thứ nhất phòng tuyến. "Chuẩn bị, các ngươi chỉ có 3 phút." Tô Hình ra lệnh một tiếng, các đội tuổi trẻ cường giả vội vã vọt xuống hào quang huy diệu, kinh khí nổi khùng, mỗi người kéo sức gió đem cổ thụ che trời đều cho thổi khom lưng, cũng kinh động trên mặt đất hung thú. Cả tòa núi phát sinh lệnh nhân tê cả ra đầu động tính, phảng phất một nhánh quân đội ở tập kết. Quái dị, xấu xí hung thú cuồn cuộn không ngừng, so với vừa nãy nhìn qua muốn nhiều. Không chung đám người một trái tim thu lên, ngày hôm nay tất có nhân tử thương, chính là không biết có thể hay không là chính mình. Giang thần cùng Trương Vũ Lạc ở một cái bất ngờ nổi lên trên ngọn đồi nhỏ, lập tức gặp phải hung thú công kích. Không muốn liên lụy ta, Trương Vũ hét dài một tiếng, ngập trời trưởng lực không ngừng bạo phát, đem từng con hung thú đập chết. Người cũng như thế, Giang thần hai tay cũng không nhàn rỗi, ánh đao bóng kiếm, chạm tới phong mang hung thú bị mất mạng tại chỗ. Rất nhanh, hai con tướng cấp hung thú xuất hiện, thân thể giống châu nước, đầu nhưng là sư thủ, không có bộ lông, tràn ngập bắp thịt cảm giác bén đường nét ở vị trí then chốt cùng trên lưng sinh trưởng như là bị người khác lên đi màu đỏ hoa văn là biến chủng dị thú cẩn thận trương vũ dĩ nhiên nhắc nhở giang thần một câu tiếp theo mình lựa chọn một con biến chủng dị thú giết đi giang thần đối với biến chủng dị thú cũng có chút hiểu biết đây là thân có hai loại huyết thống hung thú bất kể là cấp bậc gì đều so với đồng cấp hung thú muốn khó chơi đầu kia biến chủng dị thú hướng về hắn vào tới khí thế hùng hổ dường như một chiếc toàn kim loại chiến xa ép đại địa phát sinh không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Giang thần cười thần bí, hai tay đao kiếm ngưng tụ liệt diễm hình cùng rồng lửa. Biến chủng dị thú vào tới trước, đã không nhìn thấy nguyên lai tướng mạo, bị ngọn lửa hừng hực nuốt chừng. Thống khổ để biến chủng dị thú càng thêm điên cuồng, liều trên cuối cùng khí lực muốn đem giang thần vỡ thành thịt nát. Giang thần thu hồi ngọn lửa hừng hực, cách không một chiêu kiếm đâm tới, mấy chục đạo màu tím hồ quang đánh vào biến chủng dị thú trên người. Nhất thời, biến chủng dị thú ngã xuống đất co giật thân thể cao lớn mượn quán tính chưa tới gian thần trước mặt chờ đến lúc ngừng lại đã tắt thở gọn gàng nhanh chóng không chung người nhìn ra rõ rõ ràng ràng không nhịn được ủng hộ những người khác đối mặt tướng cấp hung thú có thể không làm được nhanh như vậy tốc nói thí dụ như trương vũ cùng đầu kia biến chủng dị thú còn ở ác chiến đối phó hung thú ý cảnh võ học hiệu quả càng cao hơn gian thần nhắc nhở trương vũ ngẩn ra bĩu ngôi mặc dù như thế vẫn là nghe từ kiến nghị hùng hồn trưởng lực kéo ác liệt tật phong lập tức đạt được kỳ hiệu đầu kia biến chủng dị thú máu me đầm đìa cuối cùng ngã vào trong vũng máu của chính mình hai người đội ngũ thành viên vào lúc này hạ xuống đem ngọn núi nhỏ này bao chiếm hạ xuống đạo thứ nhất phòng tuyến xây tô hình mang theo vui sướng âm thanh trên không trung vang lên không tới một phút này nằm ngoài dự đoán của hắn cái khác bốn cái phương hướng người bị kích thích sử dụng bản lĩnh gộc, quét sạch cản trở. Đạo thứ hai phòng tuyến, xây. Đạo thứ năm phòng tuyến, xây. Ở Giang Thần đặc sắc biểu hiện đái động hạ, kế hoạch so với dự tính bên trong còn muốn thuận lợi, hai phút không tới liền toàn bộ hoàn thành. Chợt, lệ nam tinh, tô hình, mộ dung long mang theo mấy cường giả nhảy vào đến ở giữa dãy núi khu vực. Thời khắc này, không ít người có chút bận tâm, sợ mình bị tính toán. Có điều thăng long bảng ba vị trí đầu, hơn nữa là không giống trận doanh không thể làm chuyện như vậy sự thực cũng xác thực như vậy vùng đất trung tâm rất nhanh chuyển đến kinh thiên động địa gầm rú đinh tai nhức óc chim muông kinh bay thật là đáng sợ nam đạo phòng tuyến người cách bảy tám dặm đều có thể cảm nhận được vùng đất trung tâm khủng bố khí tức chú ý cái khác phòng tuyến có nhân lớn tiếng báo động trước ở vùng đất trung tâm chiến đấu kéo dài màn che sau đầy khắp núi đồi hung thú tất cả đều hướng về bên này mà đến chân chính hồng thủy mãnh thú có điều năm đạo phòng tuyến vị trí rất có chú trọng thật giống như miệng cống đem hung thú cho phân lưu lại tiêu diệt này tô hình có chút lợi hại giang thần nghĩ thầm năm đạo phòng tuyến bố trí có thể nói hoàn mỹ sở dĩ vào hôm nay hành động cũng là đang đợi võ hoàng thành nhân số lượng đạt đến kế hoạch yêu cầu bất quá nghĩ đến hắn là tà vân điện người hơn nữa lại có lãnh suy huyết trước giang thần không thể không ở trong lòng đề phòng lên người này vùng đất trung tâm bảy người mượn tập kích thuận lợi đánh giết một con vương cấp yêu thú. Còn lại bốn con vương cấp yêu thú ở hướng về bên này tụ tập, bọn họ không chút hoang mang, thong dong đối mặt. Ta nói lệ nam tinh, người nghĩ ra được kế hoạch, tại sao muốn chúng ta đến phát hiệu lệnh, không biết là sợ sẽ chịu oan ức đi. Kế hoạch thuận lợi tiến hành, tâm tình mọi người tốt đẹp, mộ dung long trêu chọc một câu. Lệ nam tinh không hề trả lời, tấm kia có thể làm cho nữ tử đố kỵ khuôn mặt chăm chú lại chăm chú. Không nên quấy dày hắn. Tô Hình không vui nói, lệ nam tinh không chỉ có thực lực cao siêu, càng là cố vấn. Không biết, còn tưởng rằng các ngươi là huynh đệ tốt, mà không phải anh hùng điện cùng tà vân điện nhất đệ tử xuất sắc. Mộ Dung Long cười nhạo nói, Tô Hình nhíu nhíu mày, nhưng cũng không hề nói gì. Đến rồi, theo bọn họ hành động bốn người có thể không làm được như vậy ung dung, ở mặt khác bốn con vương cấp hung thú đến thời gian, trong lòng đều là căng thẳng. Dựa theo kế hoạch làm việc, Lệ Nam Tinh lạnh nhạt nói. Phải, một mặt khác, chống lại đợt tấn công thứ nhất Nam Đạo phòng tuyến, áp lực lớn giảm, mà đến hiện tại cũng không ai tử thương, càng là gọi nhân phấn chấn. Nhưng mà, đạo thứ ba phòng tuyến bên trong, chính có một người đang suy nghĩ mưu ma trước quỷ. Đạo thứ ba phòng tuyến là mộ dung long lưu lại đội ngũ, mộ dung diên cũng ở trong đó. Nàng một đôi ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đạo thứ nhất phòng tuyến giang thần, trong lòng ở kế hoạch âm mưu quỷ kế, ánh mắt đoán độc âm lãnh nàng thông qua quan sát phát hiện đạo thứ ba phòng tuyến ở đạo thứ nhất phòng tuyến bên trái đơn giản tới nói chính là ở vào thượng lưu điều này làm cho nàng có rất nhiều phát huy không gian cuối cùng nàng phải đem trong lòng oán độc kế hoạch phó hành trình động thông qua truyền âm dặn dò trong đội ngũ lâm thời đội trưởng tiểu thư người kia không thể tin được chính mình nghe được đầy mặt nghi hoặc dựa theo ta nói làm mộ dung diên sừng sộ lên không thể nghi ngờ phân phó nói lâm thời đội dài không tới là mộ dung gia đệ tử bình thường tự nhiên không dám cùng tiểu thư chống lại cắn răng chỉ phải đáp ứng đạo thứ nhất phòng tuyến bên trong ứng vô song vui mừng nói so với theo dự liệu muốn an toàn nhiều nhờ có cái kế hoạch này giang thần nói rằng xảy ra chuyện gì đột nhiên hắn nghe được trương vũ trong đội ngũ có nhân sợ hãi quát to một tiếng hắn vẫn không có hỏi liền nhìn thấy xảy ra chuyện gì ở bên trái bọn họ một đám vượt xa ra số lượng hung thú chạy tới, trong đó có 5 con tướng cấp hung thú. Vì sao lại nhiều như vậy? Đạo thứ ba phòng tuyến ở làm cái gì? Trương Vũ cũng nhịn không được mắng to, mà vào lúc này, phía bên phải đạo thứ tư phòng tuyến cũng có vài lượng bình thường hung thú đánh tới. Trong nháy mắt, đạo thứ nhất phòng tuyến tràn ngập nguy cơ. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Chúng ta rời đi đi. Trương Vũ cao mày nhìn về phía đội viên, hét lớn, không cần loạn. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Giang Thần, nói, Giang Thần, người nói làm sao bây giờ? Giang Thần đầy mặt kiên định, không nhúc nhích siêu cùng kinh hoàng, nói, Thần kiếm hội, bày trận. chương 435, sợ vãi tẻ rồi, Thần kiếm hội mọi người không có gì lo sợ, ánh mắt kiên định, lấy Giang Thần dẫn đầu, đón nhận hung thú dòng lũ. Bọn họ là muốn tìm cái chết sao? Trường vũ đội ngũ trợn mắt ngoác mồm, mười mấy người đối kháng mấy trăm hung thú, bất luận nhìn thế nào đều không cái gì hy vọng, có thể vẻ mặt bọn họ phảng phất không có ý thức đến điểm ấy. hà đúng là trương vũ phát hiện cái gì những người kia lẫn nhau sản sinh vi diệu liên hệ phảng phất có một cái tuyến đem bọn họ nối liền nhau sức mạnh hội tụ như sóng biển đột kích hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi ở đến hung thú quần trước một khắc đó một thanh thần kiếm biến ảo mà ra đụng vào hung thú thành đàn ngã xuống thi thể ở thần uy hạ liền không còn sót lại một chút cặn. Mình mông cuồn cuộn hung thú quần chịu đến thần kiếm xung kích, chia năm xẻ bảy Giết địch, Trương Vũ phản ứng lại, hét lớn một tiếng, mang đội chém giết thoát đi thần kiếm hung thú. Những người khác được sự cổ vũ, ý sợ hãi biến mất, từng cái từng cái phát sinh nồng nặc sát ý. Đây là một hồi huyết chiến, ở đạo thứ ba phòng tuyến bên trong, mộ dung Diên nghe được bên kia phát ra động tính, khóe miệng nhấc lên cười tàn nhẫn văn. Tiểu thư, Lâm Thời đội trưởng khổ sở nói, có muốn hay không thông báo đội trưởng. Đạo thứ nhất phòng tuyến bị phá, hung thú đem không sẽ phải chịu bất kỳ trở ngại, xung phong đến trung gian khu vực. Không cần, như vậy điểm số lượng, Long Ca sẽ không sao. Mộ Dung Diên không phản đối, không coi là chuyện đáng kể. Vậy này thứ chủ bị sắp tới 10 ngày kế hoạch liền thất bại a. À. Lâm Thời đội trưởng cúi đầu, rất không cam tâm thầm nói. Không ngờ bị Mộ Dung Diên nghe được một đôi mắt phượng hướng về hắn nhìn tới tiểu thư lâm thời đội trưởng lúc này mới ý thức tính chất nghiêm trọng sắc mặt tái nhợt ngươi rất thiếu tiền sao mộ dung diên hỏi không có cái kia không là được rồi chúng ta không được những người khác cũng không được đến chúng ta mộ dung gia vẫn như cũ là tài lực hùng hậu nhất gia tộc mộ dung diên nói rằng nếu như ôm tâm tư như thế mộ dung gia sớm muộn xa suốt a lâm thời đội trưởng ở trong lòng oán giận một câu tự nhiên hắn là không dám nói ra tiểu thư hung thú không biết bay giang thần cũng không nhất định sẽ chết ga hắn mau mau nói sang chuyện khác chỉ cần sẽ chết nhân hắn chính là có khả năng nhất chết mộ dung diên khóe miệng cười văn độ cong càng lúc càng lớn lạnh lùng nói cái này giang thần thích nhất thể hiện nhất định sẽ làm cho người khác đi trước chuyện này lâm thời đội trưởng không biết nên nói cái gì đây chính là đáng giá tán dương tinh thần làm sao đến mộ dung diên trong miệng liền trở nên ngu muội buồn cười động tĩnh đình chỉ mộ dung diên mau mau ngẩng đầu lên không thấy có thân ảnh bay sau khi đứng lên phóng ra sán lạn mỉm cười xem ra toàn bộ chết hết nàng bắt đầu đắc ý lên âm mưu của chính mình đạo thứ nhất phòng tuyến gò núi nhỏ huyết chiến đã kết thúc thây chất đầy đồng đều không có sao chứ giang thần sâu sắc phun ra một ngụm chọc khí lớn tiếng nói trả lời âm thanh rất giải rác Huệ hoài, thần kiếm hội thành viên cũng đã là lực kiệt, cả người đẫm máu. Giang thần, ứng vô song đi tới bên cạnh hắn, trong tay khăn lụa đưa về phía hắn gò má. Giang thần này mới cảm giác được da rẻ dính nhơm nhớp, đều là thú huyết. Nhìn bên kia, ứng vô song nhỏ giọng nói. Giang thần còn chưa kịp quay đầu lại, liền nghe thấy tan nát cõi lòng tiếng hô. Là trương vũ phát ra, đội ngũ của hắn chỉ còn dư lại ba người, cái khác toàn bộ chết thảm không có trận pháp bọn họ dù cho là ở phía sau trợ trận, cũng trả giá cái giá không nhỏ. Bọn họ vốn có thể bay đi, nhưng ai cũng không muốn vứt bỏ đồng bạn. Giang thần cùng trương vũ càng là biết đạo thứ nhất phòng tuyến nếu như tan tác, gợi ra phản ứng dây truyền đem sẽ liên lụy cái khác phòng tuyến người, đến lúc đó chết liền không chỉ là những người này. Bỗng nhiên, Giang thần ánh mắt tìm đến phía đạo thứ ba phòng tuyến phương hướng. Bên người ứng vô song sợ đến liền lùi mấy bước, nàng còn chưa từng thấy giang thần lộ ra đáng sợ như thế biểu hiện ta đi xem xem để lại một câu nói giang thần bước đi như bay hướng bên kia chạy đi chúng ta chuẩn bị một chút đi mộ dung riêng tâm tình đặc biệt long lanh bàn giao một câu liền lấy ra một cái bàn đào đưa vào trong miệng mộ dung ra đội ngũ thừa dịp nàng không chú ý không hề có một tiếng động thở dài liền dự định chạy tới vùng đất trung tâm đi cùng mộ dung long sẽ cùng cẩn thận đang lúc này lâm thời đội trưởng khóe mắt bắt lấy một cái bóng đen. Bóng đen nhanh như quỷ mị, tiếng nói của hắn vừa lên, cũng đã phá tan phòng tuyến, đi tới mộ dung diên trước người. Tiểu thư, bọn họ sợ hết hồn, chỉ lo mộ dung diên có chuyện. Nhưng mà đợi đến bọn họ nhìn rõ ràng sau, bước ra bước chân mạnh mẽ dừng lại. Một cái cả người đẫm máu bóng người sát khí ngút trời, khiến cho nhân không dám tới gần. Giang thần, mộ dung diên nhận ra hắn, đắc ý biến mất không còn tâm hơi, trừng lớn hai mắt. Tiện nhân, giang thần ra tay như điện, bóp lấy cổ của nàng, cánh tay phát lực, khiến cho nàng hai chân rơi xuống đất. Giang thần, không cần loạn đến, lâm thời đội trưởng trong lòng run lên, lên trước ngăn cản. Cút, giang thần liếc mắt nhìn lại, liền để bước chân hắn dừng lại. Thật là đáng sợ, lâm thời đội trưởng như bị xét đánh, cái kia ánh mắt lạnh như băng so với hắn từng thấy vương cấp hung thú còn đáng sợ hơn. Ngươi, người tại sao chính là không chịu đi chết. Mộ Dung Diên từ yết hầu biệt ra một câu. Các ngươi, làm cái gì? Giang thần năm ngón tay phát lực, đưa nàng làm người ta ghét âm thanh bóp tắt. Nghe vậy, lâm thời đội trưởng và những người khác đầy mặt xấu hổ. Phòng tuyến tác dụng lại như là miệng cống, khống chế hung thú số lượng cùng hướng đi. Mỗi cái phòng tuyến đều phải đem hung thú tách ra, cũng chém giết quá bán. Nhưng bọn họ không chỉ có không có làm như vậy, trái lại ở mộ dung riêng mệnh lệnh ra, lấp lấy lượng lớn hung thú, cuối cùng ép về phía đạo thứ nhất phòng tuyến phương hướng. Tốt, rất tốt, Giang thần liên tục cười lạnh, như thế nào đi nữa kế hoạch hoàn mỹ, nhân vẫn như cũ là khó nhất khống chế nhân tố. Người rất muốn ta chết sao? Giang thần nhìn mộ dung diên đã trướng thành chư can sắc khuôn mặt, trong lòng có quyết định. Ta vốn nên đem toàn bộ các ngươi giết chết, hiện tại, các người phòng tuyến tiếp tục, nếu không thì, nàng chắc chắn phải chết. Giang thần như vào chỗ không người, mang theo mộ dung diên rời đi. Mộ dung ra đội ngũ muốn đuổi theo, nhưng kiêng kỵ giang thần thực lực và kiêng kỵ mộ dung diên an nguy, không thể làm gì khác hơn là bé ngoan nghe lời. Trở lại núi nhỏ, giang thần đem mộ dung diên thả xuống, để hắn nhìn đầy đất tử thi, bao quát trương vũ đội ngũ chết đi thành viên. Hanh, mộ dung diên vuốt cái cổ, không để ý chút nào, nói không phải là chết rồi mấy người sao. Có gì đặc biệt? Đúng đấy, vì lẽ đó người chết rồi, cũng không có gì giang thần lạnh lùng nói ha ha người dám giết ta sao long ca liền ở vùng đất trung tâm nhà chúng ta đội ngũ lại đang các ngươi thượng lưu các ngươi còn muốn lại tới một lần nữa mộ dung diên còn chưa hiểu thế cuộc không có sợ hãi rêu dao lên cái kia ngươi cho rằng ta tại sao muốn đem ngươi mang về giang thần hỏi mộ dung diên ngẩn ra thân thể lập tức cứng đờ mặt cười che kín sợ hãi nàng coi như bị giết người bên kia cũng không biết cứu mạng mộ dung diên muốn kêu cứu nhưng bị giang thần che miệng lại cũng lấy như lôi đình thủ đoạn phế bỏ khí hải cuối cùng giang thần đem mộ dung diên đặt ở tử thi bên trong người cái tiện dân người phế bỏ ta người lại dám phế ta bị trở thành phế nhân mộ dung diên phát điên kêu to nhưng là nàng lập tức kêu không được đệ tam phòng tuyến phương hướng truyền đến hung thú đánh tới chấp nhoáng động tĩnh không muốn không nên như vậy rõ ràng giang thần phải làm gì mộ dung diên sợ đến cả người run rẩy hai chân đột nhiên thấp nóng chất lỏng màu vàng từ từ chảy xuôi nàng dĩ nhiên là bị sợ vãi tè rồi chương 436, hỏa táng mộ dung diên cảm nhận được vừa nãy hai đội tâm tình của người ta nhưng muốn càng thêm bất lực vào tới hung thú lấy nhanh chóng tốc độ tiếp cận nàng giang thần ứng vô song ý thức được giang thần này không phải đang hù dọa nhân mà là quyết tâm lòng sinh không đành lòng nàng hận mộ dung diên nhưng đã từng cũng là quan hệ thân mật bạn tốt. bất quá nghĩ đến mộ dung diên hành động nàng không có mở miệng cầu xin. ở tiếng rít chói tai trong tiếng, mộ dung diên chết thảm với hung thú làn sóng bên trong. tiếp đó giang thần và những người khác gánh lấy đạo thứ nhất phòng tuyến trách nhiệm hóa giải hung thú nguy cơ. vốn nên ta ra tay trương vũ đi ra bi phấn rõ ràng chuyện ra sao hắn đang nhìn đến mộ dung diên thảm trạng vẫn như cũ chưa hết giận nàng là bởi vì ta mới sẽ làm như vậy. Giang thần nói rằng, ca ca của nàng không biết giảng hòa, người vẫn là mau chóng rời khỏi, thần kiếm hội thành viên khác, lệ nam tinh không biết ngồi yên không để ý đến. Trương Vũ bất đắc dĩ nói, không quản sự tình đúng sai, mộ dung Diên chính là long vực đệ nhất thế gia tiểu thư, chuyện này còn lâu mới có được kết thúc. Đúng đấy, Giang thần, người rời đi trước. Ứng vô song cái kia đôi mắt đẹp bên trong cũng toát ra lo lắng. Giang thần không do dự, nói rằng, nàng hại chết sáu người, chết chưa hết tội, ta tại sao phải đi? Mộ dung ra đội ngũ, đều còn không trả giá thật lớn. Nghe hắn nói như vậy, những người khác rất bất ngờ, không hiểu hắn là có cái gì dựa dẫm hay là thật cho là như vậy. Này chuyện trên đời, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy nói rõ ràng. Thế nhưng, Giang thần quyết định chuyện kế tiếp là sẽ không dễ dàng thay đổi. Có điều hắn tuyệt không ngu xuẩn, biết sẽ có một hồi ác chiến, thừa dịp vùng đất trung tâm chiến đấu còn không kết thúc, bắt đầu ở bên trong ngọn núi nhỏ bố trí trận thức. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, vùng đất trung tâm chiến đấu động tĩnh từ từ lắng lại. Nam đạo phòng tuyến đối mặt hung thú càng ngày càng ít, điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Cũng không lâu lắm, vùng đất trung tâm, bảy bóng người đi tới không chung. Phòng tuyến đã có thể triệt đi, nương theo lời này, mỗi cái đội ngũ hướng bọn họ hội tụ, nhưng đạo thứ nhất phòng tuyến người ở giang thần ra hiệu hạ không nhúc nhích thân rất nhanh mộ dung long mặt âm trầm xuất lĩnh mộ dung ra đội ngũ vào tới một bộ hưng binh vấn tội dáng vẻ mặt sau theo tới người đầu óc mơ hồ không rõ ràng phát sinh cái gì giang thần đem mộ dung diên giao ra đây đi tới núi nhỏ bầu trời vốn là nhìn giang thần không hợp mắt mộ dung long quát lạnh cao cao tại thượng giữa hai lông mày tỏa ra uy thế mạnh mẽ ở nơi đó Giang thần chỉ vào một cái hướng khác, lạnh nhạt nói. Mộ Dung Long thấy hắn như vậy, ý thức được không ổn, sau một khắc, gương mặt đó bàng đã là nổi giận, giữa bầu trời truyền ra nặng nề tiếng rít. Mộ Dung Diên Mạo đã thấy không rõ lắm, có thể quần áo cùng bóng người, hắn vẫn là nhận ra. Ngươi là to gan lớn mật, ta muốn gọi ngươi chết không toàn thây. Thịnh nộ lời nói có làm người sợ hãi sát ý, thăng long bảng ba vị trí đầu hắn nói động thủ liền động thủ, vị trí bầu trời phát sinh rít gào, hổ gầm rồng gầm. Chậm đã, có nhân ngăn cản hắn, ra tay ngăn lại, là ba vị trí đầu tô hình. Giang thần, người vì sao giết người? Hắn ở mộ dung long đầu mâu chuyển hướng mình trước, hướng về núi nhỏ hỏi. Trương Vũ không thể chờ đợi được nữa địa đem sự tình nói ra, nghe được tất cả mọi người biến sắc. Cái này mộ dung riêng, thực sự là không có chút nào đem tính mạng của chúng ta để ở trong mắt A. Có nhân bật thốt lên, cảm thấy sâu sắc nghĩ mà sợ. Nếu là đạo thứ nhất phòng tuyến bị sông vỡ, đầy khắp núi đồi hung thú đem sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Cứ việc cái kia không phát sinh, nhưng là trương vũ đội ngũ trả giá nặng nề đổi lấy. Dường như Giang Thần từng nói, mộ dung diên chết chưa hết tội. Người muốn cùng ta là địch, mộ dung long không có liền như vậy bỏ qua, càng không có đem phản ứng của mọi người để ở trong lòng. Hắn, chỉ cần Giang Thần tính mạng, tô hình không có mạnh mẽ chống đỡ hắn cái kia ngọn lửa hừng hực giống như ánh mắt, rất tùy ý tránh ra, không để lại dấu vết. Có điều, ở phía sau hắn, nhưng là đứng một người khác, làm cho mộ dung long con mắt co rút nhanh. Lệ Nam Tinh vẫn như cũ là cái kia phó quen thuộc diễn xuất, chân mày buông xuống, ánh mắt hiện ra nhàn nhạt, nhạt yêu sầu. Duy nhất không giống chính là, của hắn kiếm, đã khoát lên bên hông trên chuôi kiếm. Đó là thanh bảo kiếm, dù cho là không có ra khỏi vỏ, cũng có thể thông qua nhìn bằng mắt thường đi ra. Người ra tay, ta rút kiếm. Lệ Nam Tinh bình thản nói, nhưng có một luồng mạnh mẽ vô cùng tự tin. Mộ Dung Long giấy rụa chốc lát, lần này không có liền như vậy coi như thôi, trầm giọng nói, Thăng Long bảng ba vị trí đầu, là thời điểm phân ra cao thấp. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên, tất cả mọi người cũng không ngờ tới Long vực người người chờ mong sự tình sẽ lấy phương thức như thế bắt đầu. Lệ Sư Huynh, đây là ta chuyện cá nhân, có điều, Giang Thần càng thêm gọi nhân ý ở ngoài đặc biệt là cái kia tô hình sau khi nghe, mày kiếm không từ nhân lại. Ứng vô song ngóng nhìn hắn, vội la lên, giang thần. Không có lệ nam tinh trợ giúp, thì lại làm sao chống đỡ được mộ dung long. Ta có chừng mực, giang thần nói rằng, đơn giản một câu nói, ứng vô song bình tĩnh lại, gật đầu một cái. Lệ nam tinh nhìn giang thần, hai người lần thứ nhất chính thức đối diện, chính thức trò chuyện. Người nghĩ kỹ, lệ nam tinh hỏi, đúng thế, hai, ba giây sau, lệ nam tinh tay từ trên chuôi kiếm rời mộ dung long không hiểu giang thần dở cho quỷ gì nhưng dưới cái nhìn của hắn bất luận âm mưu quỷ kế gì đều tốt có điều lệ nam tinh dừng tay ngu xuẩn đây là hắn đối với giang thần đánh giá hắn rơi trên mặt đất để phòng lệ nam tinh hoặc là tô hình ở hắn ra tay thời gian đánh lén ngươi sẽ nhân vì chính mình ngu xuẩn chết còn sẽ liên lụy đến người bên cạnh ngươi lúc nói chuyện mộ dung long nhìn về phía ứng vô song cùng trương vũ đám người lạnh lẽo thấu xương, hàn ý thật lâu không tiêu tan. Các ngươi đi lên trước, giang thần dặn dò người ở bên cạnh. bọn họ rất do dự, rất muốn cùng giang thần cùng tiến cùng lui, bất đắc dĩ kẻ địch thực sự quá mạnh, lưu lại ngược lại sẽ trở thành phiền toái. bất đắc dĩ, từng cái từng cái bay lên trời, bao quát ứng vô song ở bên trong, không giống chính là ứng vô song là đoán được giang thần khẳng định có nàng không thể lưu lại kế hoạch. thực sự là đại nghĩa lẫm nhiên a. À. Mộ Dung Long giết người chỉ cần một chiêu, vì vậy cũng không vội vã. Tổng so với các người Mộ Dung ra như vậy nham hiểm tốt. Giang thần nói rằng, ha ha, Mộ Dung Long cười cợt, nhưng ai cũng biết ở nụ cười này hạ ẩn chứa là đáng sợ giường nào uy năng. Đi chết đi, Mộ Dung Long xác định không nhìn thấy Giang thần sợ sệt, chẳng muốn nhiều lời, chính là muốn ra tay. Tán ngày, ai biết Giang thần so với hắn trước tiên làm khó dễ, trong tay Linh kiếm cắm vào mặt đất trong đất bùn trong nháy mắt cả tòa núi bắt đầu lay động hơi thở nóng bỏng sông lên cửu tiêu bước lui không chung người uyển như núi lửa bạo phát trong núi thực vật tự cháy giang thần cùng mộ dung long dưới chân bùn đất biến thành dung nham ở màu da cam liệt diễm bao phủ cả tòa núi thời gian mọi người nhìn mảnh này biển lửa sững sờ cái này giang thần quả thật là người điên a à, có nhân thầm nói từ chối lệ nam tinh trợ giúp một lời không hợp liền muốn cùng mộ dung long đồng quy vô tận khiến cho nhân sợ sệt Đột nhiên, trong biển lửa lao ra một bóng người, là Mộ Dung Long. Chương 437, Linh Hầu. Mộ Dung Long có chút chật vật, tùy ý dối tung tóc đen tỏa ra mùi khét, trên người linh y cũng mất đi mỹ quan. Đi tới không trung hắn không hề làm gì, chết nhìn chòng chọc phía dưới, một khi phát hiện Giang Thần bóng người, trực tiếp chém giết. Nhưng ở núi nhỏ trở thành đất khô cằn, ngọn lửa hừng hực từ từ tắt thời gian, cũng không thấy Giang Thần đi ra. Đó là không khác biệt công kích trận pháp hắn chết rồi đi. Rất có thể, hắn là nghĩ cùng mộ dung long đồng quy vô tận. Mộ dung long tốt xấu là thăng long bảng ba vị trí đầu, làm sao có khả năng như vậy dễ dàng sẽ chết. Ứng vô song ra thịt như ngọc, ở ánh lửa chiếu ánh hạ, phảng phất mặc một bộ hạ y. Nàng cách đến gần nhất, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn núi nhỏ. Hắn sẽ làm thế nào? Ứng vô song khẳng định giang thần không biết nghĩ đồng quy vô tận biện pháp như thế. Hay là ở người khác xem ra, có thể kéo mộ dung long hạ thủy cũng không mất mát gì có thể nàng biết đến giang thần coi như là muốn cùng lệ nam tinh tô hình mộ dung long ba người một khối chết đều không biết đồng ý nhưng mà không thể loại trừ bất ngờ cái kia có thể hòa tan huyền thiết nhiệt độ không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể chống lại được ở ngọn lửa hừng hực sau khi biến mất núi nhỏ mặt đất cháy đen chọc lốc liền ngay cả những thi thể này đều bị đốt thành cho bụi không nhìn thấy giang thần bóng người có thể đã trở thành trên đất một đôi cho tàn. Không ai có thể xác định, bao quát mộ dung long ở bên trong. Các ngươi có phát hiện hắn rời đi sao? Mộ dung long tuân hỏi đội ngũ của chính mình, ở vừa nãy bọn họ đem núi nhỏ bốn phương tám hướng đều vây. Không có, tuyệt đối không ai đi ra quá. Đội ngũ những người khác đều rất khẳng định. Như vậy chỉ có một cái khả năng, giang thần còn ở trên núi. Mộ dung long hạ thấp độ cao, thông qua thần thức lục soát mỗi một góc, không thu hoạch được gì liên mộ dung long ánh mắt dừng lại ở những thi thể này cho tàn ở khủng bố dưới nhiệt độ đều chỉ còn dư lại nho nhỏ một đôi than đen thấy không rõ lắm nguyên lai đường viên tự nhiên không nhận rõ là người là thú lẽ nào hắn liền thật như vậy đem mình thiêu chết mộ dung long không quá chắc chắn hắn cảm thấy giang thần ngu xuẩn tuy nhiên không nghĩ tới ngu đến mức trình độ như thế này lúc này cả tòa hành cung phát sinh không nhỏ động tĩnh trong núi cung điện có phóng lên trời bảo quang mấy chục đạo bảo quang liên tiếp thiên địa so với trước võ hoàng thành còn muốn khuếch đại không nghi ngờ chút nào bí tàng các nơi đều sẽ thấy cảnh này hẳn là hung thú thối lui sát khí không cách nào che lấp đi bảo vật không muốn chậm trễ nữa thời gian không phải vậy chúng ta chính là để cho người khác sử dụng mọi người không lại quan tâm giang thần làm sao vô cùng lo lắng bắt đầu ở trong núi các nơi thăm dò bảo liền ngay cả mộ dung long cũng giống như vậy mang đội lần thứ hai lạc ở vùng đất trung tâm. Ứng vô song còn cần phải ở trên ngọn núi nhỏ không, chờ Giang thần xuất hiện. Có thể quá khứ mấy phút sau, cũng không thấy Giang thần xuất hiện, nàng suy đoán là Giang thần không muốn liên lụy thần kiếm hội thành viên khác, liền dẫn dắt thần kiếm hội bay đi lớn núi khu vực biên giới. Hành cung trung tâm tất có báu vật, có thể nàng lại phải như thế nào tranh chấp quá những cường giả kia. Vì lẽ đó lựa chọn lùi mà cầu thứ. Cho tới Giang thần, ở người khác tìm hắn thời điểm, đã đang tầm bảo. Thiên phượng chân huyết hắn, không sợ liệt diễm, dựa vào trận thức rời đi. Lúc này, hắn ở một gian rộng rãi bên trong cung điện, sẽ có bảo vật dấu hiệu đồ vật hết thải thu vào vòng ngọc tử bên trong. Có điều tòa này hùng vĩ cung điện, bên trong có thể xưng tụng bảo vật đồ vật thật rất ít. Làm sao sẽ, quan trọng nhất chính là, giang thần không nhìn thấy viêm rồng tinh thạch cùng thần long châu hai thứ đồ này đây chính là bí tàng bên trong phổ biến nhất báu vật phàm là là có bảo địa phương thì có chúng nó bóng người bây giờ không có phát hiện mang ý nghĩa giang thần còn không tìm được có huyền cơ giang thần phân tán thần thức dọc theo bốn phía vách tường đi một lượt cũng không lâu lắm hắn có phát hiện đứng ở dùng cho ngăn cách lớn sau tấm bình phong ở trước mặt hắn bày ra bàn tròn cùng bốn cái ghế đều là dùng tới tốt gỗ chế thành dù cho là đã nhiều năm như vậy cũng có thể nghe thấy được một luồng mùi thơm thoang thoảng. Giang thần nhíu chặt mày, dỗi tay nắm lấy bàn bên cạnh Duyên, dùng sức hất lên, nhưng bàn gỗ vẫn không nhúc nhích, phảng phất cắm dễ trên đất. Quả nhiên, Giang thần cười đắc ý, bắt đầu ở cái bàn này bỏ công sức. Chẳng được bao lâu, hắn dọc theo thuận kim đồng hồ phát lực, bàn tròn chuyển động, dưới bàn chân chuyển đến bánh răng thúc đẩy tiếng vang. Rất nhanh, một cái hướng về xuống lầu thê từ mặt đất mở ra. Giang thần cảm thấy bất ngờ, Hắn vừa nãy ở chỗ đó qua lại đi rồi mấy lần, cũng không phát hiện đến cái này cầu thang. Thần thức dò vào đi vào, cũng cùng mấy lần trước như thế, bị vách tường cho hấp thu. Dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, thần Long Hoàng Triều đều không có ở bảo tàng bên trong lưu lại hại người đồ vật. Đương nhiên, hắn không dám khinh thường, cẩn thận từng ly từng tí một tiếp tục đi. Bách sai cầu thang, đi về dưới lòng đất, gian thần đạp hạ cấp bậc cuối cùng cầu thang, trước mắt là không ra dữ liệu hắc ám. Hơn nữa còn có thể nghe được phong thanh, nói rõ phía dưới này rất rộng rãi. Giang Thần sử dụng tới một quả cầu lửa, trôi nổi ở trước người 5 mét, giúp hắn dò đường. Hắn ở một cái đường nối thật dài bên trong, trái phải hai mặt vách tường còn có tinh mỹ bích họa, dù cho sắc thái lờ mờ, cũng không ảnh hưởng xem xét tính. Giang Thần một bên quan sát, một bên đi tới, không nhiều biết, hắn có khiếp sợ phát hiện, nguyên lai like toàn bộ bí tàng tiểu thế giới không phải là bởi vì hoàng triều diệt xây dựng mà là ở thần long hoàng triều thời kỳ cường thịnh thì có bị xem là là đệ nhị hoàng cung sau đó diệt phong thời điểm hoàng triều mới đưa các loại bảo vật rời vào đến giấu ở các nơi ta nói các người giấu đi cái bảo vật còn xây dựng nhiều như vậy nhà lại không giống hoàng lăng giang thần nói rằng ta nói các người giấu đi cái bảo vật còn xây dựng nhiều như vậy nhà lại không giống hoàng lăng một giây sau giang thần tóc gáy dựng đứng một gái thê lương thê thảm thảm âm thanh dĩ nhiên lặp lại hắn quan trọng nhất chính là âm thanh ngay ở sau lưng của hắn không vượt qua một mét hắn cũng có thể cảm giác được thở ra đến khí tức lạnh lẽo thấu xương không có nhiệt độ giang thần dùng tới tốc độ nhanh nhất rút kiếm chém về phía phía sau nhưng không có thứ gì một chiêu kiếm thất bại xảy ra chuyện gì ảo giác sao giang thần đầy mặt không rõ đem quả cầu lửa nhắm ngay phía trước xác thực cái gì đều không có phát hiện xảy ra chuyện gì ảo giác sao nhưng là thanh âm kia lại vang lên hơn nữa cách đến càng gần hơn lại như là bò sau lưng của hắn giang thần gọi ra lôi đình thần giáp cả người điện lóng lánh so với quả cầu lửa còn muốn chói mắt thử thử hầu như là ở đồng thời giang thần nghe được có đồ vật bị điện giật âm thanh ngay ở phía sau hắn ở hắn quay đầu lại thời gian đúng dịp thấy một cái bóng đen nhảy đến trên vách tường chính nhanh chóng chạy trốn linh hầu giang thần vừa mừng vừa sợ một trái tim bình an rơi xuống đất đây là một loại lực sát thương không lớn linh thú, thường thường sẽ ở bảo tàng bên trong nhìn thấy sinh vật. Chỉ cần thấy được linh hầu, liền có thể xác định có báu vật. Mô phỏng theo người nói chuyện, cũng là linh hầu đặc điểm một trong. Hầu như không do dự, giang thần bước nhanh đuổi theo, dùng tốc độ nhanh nhất. Có thể linh hầu phải nhanh hơn, thân thể phảng phất không phải thực chất, lơ lửng không cố định. Đi tới cuối lối đi thời gian, linh hầu biến mất không còn tâm hơi, Giang thần đưa thân vào một cái càng rộng rãi trong không gian. Khi hắn nhìn rõ ràng trước mắt đồ vật thời điểm, trợn mắt ngoác mồm. chương 438, quáng động cùng cung điện. Giang thần thân ở một cái to lớn trong hầm mỏ. Sở dĩ nói là quáng động, là bởi vì tùy ý có thể thấy được khoáng thạch, hơn nữa là viêm rồng tinh thạch. Ở ngay chính giữa, viêm rồng tinh thạch lấy thủy tinh thốc hình dạng trở thành một căn cây cột lớn, cần muốn vài người ôm ấp. Không cần quả cầu lửa, tinh trụ tỏa ra ánh sáng đều cảm giác được trói mắt. Giang thần không để ý tới linh hầu, đi tới tinh trụ trước, tiếp theo liền phát hiện mình nhìn thấy chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, còn có nhiều tinh thạch hơn ở bên dưới vách đá. Tại sao có thể có lộ ra tinh thạch, kinh hỉ sau khi, giang thần ánh mắt nhìn về phía cái kia cái lối đi. Nơi này rất hiển nhiên không phải bình thường khai phá quáng động, suy nghĩ thêm đến chính mình là làm sao đến, càng là cảm thấy có kỳ lạ. Hắn bắt đầu vòng quanh cây cột nghiên cứu, rất nhanh có phát hiện. Nguyên Lai Thần Long Hoàng triều cũng tìm tới đem tinh thạch xem là là tài nguyên tu luyện phương pháp. Ở tinh trụ tận cùng bên trong, có một khối khác với tất cả mọi người tinh thạch, ánh sáng là màu trắng tinh, cũng là tinh trụ nguồn sáng. Đây là Viêm Rồng tinh thạch chi nguyên, Giang Thần hô hấp một trận, đầy mặt cuồng nhiệt, này có thể nói là hắn ở bí tàng bên trong thu hoạch lớn nhất. Vật này nếu như đoạt tới tay, cảnh giới lại tăng lên tầng 3 là không thành vấn đề bởi vì này không cần bố trí tu luyện trận pháp có thể trực tiếp hấp thu thuần khiết năng lượng nơi này là một cái mật thất dùng để luyện công mặt trên cung điện chủ nhân khẳng định thân phận bất phàm nói không chắc là thần long hoàng đế giang thần suy đoán nói đối với nhân vật như vậy tới nói như vậy mật thất tu luyện chỉ có thể nói là tiêu kết hợp tinh thạch tri nguyên có điều là dùng để cải thiện hoàn cảnh nhưng đối với giang thần tới nói nhưng dù là trí bảo hắn không có tiết kiệm tâm tư chính là muốn đem tinh thạch chi nguyên cho đào móc ra. Động thủ trước, Giang thần ánh mắt cảnh giác nhìn về phía tứ phương. Cái kia linh hầu không biết chạy đi đâu rồi, đường nối nơi đó cũng không gặp có bóng người. Liên, hắn đem hắc đào xem là cái sẻng, quay về tinh thạch chi nguyên bắt đầu đào. Quá trình này nhất định phải cẩn thận, bởi vì viêm rồng tinh thạch bản thân là một loại năng lượng rất mạnh mẽ. Nếu là động tác kịch liệt điểm, gợi ra nổ tung, nhìn này tinh trụ to nhỏ, có thể đem ở dưới lòng đất giang thần nổ trời cao. Thật vất vả đào móc ra một cái động, giang thần đưa tay đem tinh thạch chi nguyên lấy ra. Một cái thật dài cột thủy tinh, cảm giác ấm áp, ông ánh ánh sáng giống như là muốn dâng trào ra. Giang thần hận không thể tại chỗ cho hấp thu, nhưng như vậy thứ tốt không thể như vậy lãng phí. Hắn đang muốn thu vào trong nạp giới, không muốn một con lông xù tay đột nhiên duỗi ra, đem tinh thạch chi nguyên đoạt đi. Người xuất thủ tự nhiên là cái kia linh hầu, tên tiểu tử này lần thứ hai trốn ở sau người hắn. Đắc thủ sau, thật nhanh chạy đi, lần này Giang Thần cũng sẽ không tùy tiện thì thôi, một bên đuổi, một bên phóng thích sấm sét. Có thể cái kia linh hầu nhanh nhẹn cực kỳ, trốn đằng đông nấp đằng tây, một người một hầu vòng quanh tinh trụ xoay quanh. Vật này đối với người không dùng a, à? Giang Thần lo lắng nói. Linh thú không cần loại này năng lượng đến tăng cường, điểm ấy hắn là biết đến. Vật này đối với người không dùng, cũng không biết linh hầu là không phải cố ý trả thù hắn vừa nãy điện giật chính mình dùng của hắn nguyên văn đánh trả âm thanh mang theo đùa bỡn giang thần tức điên không từ tăng nhanh tốc độ bỗng nhiên linh hầu không lại vòng quanh tinh trụ hướng về trong bóng tối chạy đi giang thần lúc này mới chú ý tới mật thất không phải đóng kín phía trước còn có đường bị linh hầu tinh thạch chi nguyên dọi sáng cùng sau khi tiến vào giang thần không thể không giảm bớt tốc độ bởi vì bên trong địa hình là khúc chiết kéo dài rất dễ dàng đụng vào trên vách đá. Mấy phút sau, Giang thần cảm giác mình ở dưới lòng đất qua lại nửa cái sơn mạch sau, rốt cục đi tới phần cuối. Không nghĩ tới đây vẫn như cũ là cái quáng động, so với vừa mới cái kia muốn lớn mấy lần. Đồng dạng, nơi này cũng có một cái lớn tinh trụ, cùng tinh thạch chi nguyên. Ở rộng rãi trong không gian, Giang thần rất khó phát hiện linh hầu, nhưng trong tay đối phương cầm tinh thạch chi nguyên, khác nào chỉ đường ngọn đèn sáng, liếc mắt liền phát hiện trốn lên đỉnh đầu trên vách đá. Có điều giang thần dư quang thấy cái gì, nhất thời ngây người như phóng, lại cũng không cố thượng linh hầu. Ở quáng động một mặt khác, dĩ nhiên có một tòa hoàn chỉnh cung điện xây ở đó bên trong. Không phải loại kia lấy vách núi vì là tường cung điện dưới lòng đất, mà là hồng tường hoàng ngói, trang nghiêm uy vũ. Ở tinh trụ chiếu xuống, cung điện phảng phất sáng ánh sáng, bên trong ở nhân gia. Mặt trên xây dựng nhiều như vậy cung điện, vì sao dưới lòng đất còn có cung điện giang thần không nghĩ ra lên trước vài bước lại phát hiện quáng động là thật sự lớn hãy cùng một cái hẻm núi dường như tinh trụ ở vào ngay chính giữa cung điện ở vào mặt khác một bên giang thần đi tới ít nhất muốn nửa giờ liền thả người nhảy một cái dự định bay qua ôi kết quả thân thể không có đằng phi trái lại đi xuống lạc một đường lăn xuống đi giang thần dùng cái mông sát trụ sau mới phản ứng được ở trong này không thể phi hành Khẳng định là có bảy trận pháp, hơn nữa nhiều như vậy năm cũng không có mất đi hiệu lực. Cũng còn tốt thông thiên cảnh không biết ngã chết, không phải vậy cách chết này nhưng là khôi hài. Có điều thông lăn xuống phương thức, Giang Thần đúng là lấy tốc độ nhanh nhất đến đến phía dưới. Vỗ vỗ trên người bùn đất, Giang Thần phát hiện mình ở vào tinh trụ cùng ở giữa cung điện. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết nên đi nắm tinh thạch chi nguyên hay là đi cung điện nhìn. Đối với trước đây thần long hoàng triều người tới nói, tinh thạch chi nguyên chỉ là dùng để đảm nhiệm mật thất vật liệu, nơi này có tòa cung điện, khẳng định là có báu vật A. Huống chi còn có cái hầu tử lên đỉnh đầu, giang thần cũng không muốn lại một lần bị bắt làm. Bỗng nhiên, hắn lòng sinh một kế, vẫn là hướng đi tinh trụ, lặp lại vừa nãy động tác, đem tinh thạch chi nguyên cho đào móc ra. Ở một cái nào đó trong nháy mắt, đột nhiên đem lôi hạch mở tối đa, quanh thân sấm sét nằm dày đặc, linh hầu bị điện giật động tĩnh lần thứ hai truyền đến, hơn nữa lần này lập tức ma túy, trốn không ra. Cùng ta đấu, Giang thần xoay người, năm ngón tay nắm lấy linh hầu thân thể, đem sấm sét thu hồi. Lúc này linh lông khỉ phát cháy đen, cả người bốc khói, trong tay khối này tinh thạch chi nguyên rơi xuống đất. Chít chít, Giang thần đem hai khối tinh thạch chi nguyên thu vào vòng ngọc tử bên trong, bị hắn tóm lấy linh hầu phát sinh suy yếu tiếng kêu. Giang thần sững sờ, linh thú đều là phi thường yếu đuối, chỉ là năng lực khá là đặc thù bị vừa nãy mãnh liệt điện giật, hầu như muốn đi linh hầu tính mạng. Tấm kia hầu mặt linh tính 10 phần, đặc biệt là đôi mắt to, để hắn nhớ tới bạch linh. Ai, người cần gì phải đến trêu chọc ta? Giang thần không đành lòng, nhu hòa công lực truyền vào linh hầu trong cơ thể, lấy thêm ra một hoàn thuốc. Đi thôi, giang thần đem linh hầu để dưới đất, vỗ vỗ cái kia đầu nhỏ. Linh hầu đứng trên mặt đất, còn rất mờ mịt, hai tay giơ lên, dường như e thẹn thiếu nữ giang thần không để ý đến hướng về cung điện đi đến có thể còn chưa đi ra vài bước linh hầu xông hắn nhe Giang nhếch miệng ở trước mặt hắn chạy tới chạy lui động làm sao giang thần nhìn ra linh hầu là muốn ngăn cản chính mình lên trước không từ cảm thấy hiếu kỳ rất hiển nhiên linh hầu so với hắn càng hiểu rõ lòng đất cố ý cảnh cáo nói rõ cái kia tòa cung điện rất nguy hiểm ầm um, đang lúc này quáng động một hướng khác truyền đến không nhỏ động tính có nhân dựa vào man lực phá tan vách núi. Ở vung lên bụi bặm bên trong, một đội người sải bước đi ra. Thực sự là oan ra ngõ hẹp a. À. Giang thần nhìn ra đó là mộ dung ra đội ngũ, mau mau mang theo linh hầu trốn ở một bên. chương 439, tử sĩ, mộ dung long đội ngũ cũng chú ý tới tinh trụ cùng cung điện. Ở một tràng thốt lên thanh sau, từng cái từng cái hướng về cung điện mà đi, hiển nhiên đều cho rằng bên trong có báu vật. Giang thần trốn ở một tảng đá lớn mặt sau, ở đây không thể tỏa ra thần thức, ngược lại cũng không cần sợ bị phát hiện. Linh hầu nhìn thấy những người này tiếp cận cung điện, lông dựng đứng lên, sốt sắng mà nắm lấy giang thần góc áo. Mặc kệ là ra sao hậu quả đáng sợ, giang thần đều rất tình nguyện giáng lâm ở mộ dung ra trong đội ngũ. Ở hắn hiếu kỳ cùng ánh mắt mong chờ bên trong, đội ngũ đứng ở cung điện bên ngoài. Bọn họ rất kích động, nhưng không lỗ máng, một người trong đó nhân thủ cầm trận bàn, vòng quanh cung điện đi rồi một vòng. Long ca, không có sát trận, hắn nói rằng, hừm, duy trì ngộ địch đội hình. Mộ dung long ngược lại cũng có chút quyết đoán, ở nghe nói như thế sau, mang đội hướng đi lớn cửa. Nương theo những người này đi lên bậc cấp, linh hầu càng thêm kích động, đã không còn là căng thẳng, rơi vào đến hoảng sợ bên trong. Không được, lùi, đi tới trước cửa mộ dung long đột nhiên nhận ra được cái gì, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi lớn cửa từ bên trong tự động mở ra, từng đạo từng đạo bóng đen hăng hái lướt ra khỏi, gặp người liền giết, không chút lưu tình. Giang thần định nhãn vừa nhìn, cái kia dĩ nhiên là thân mặc khôi giáp binh lính, không phải con rối mỗi người đều có sự khác biệt mạo. Nhưng bọn họ càng như là tượng sáp, âm u đầy tử khí, mặt không hề cảm xúc, thậm chí liền ngay cả con người đều không bất kỳ phản ứng nào. Tử sĩ, Giang thần nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi trắng bệch, thông qua một ít tà pháp cùng bí thuật, có thể mang chết đi không lâu người làm thành tương tự với con rối tử sĩ. So với con rối, tử sĩ càng mạnh mẽ hơn, chế tạo quá trình cũng càng thêm đơn giản. 12 tên tử sĩ ở đây không biết chấn thủ bao nhiêu năm, vẫn như cũ bất hủ, sức chiến đấu mạnh mẽ. Mỗi cái tử sĩ đều có thông thiên cảnh chiến tầng thực lực. Bởi vì tử sĩ, phó học hầu như hoàn toàn không có, động tác đều là cơ giới hóa, nhưng đều là hữu hiệu nhất sát chiêu. Mộ Dung Long đội ngũ rất nhanh sẽ có chết, đều cho ta lui về phía sau. Mộ Dung Long quyết tâm, trong tay xuất hiện một thanh loan đao, hướng về tử sĩ giết đi. Đao kinh lực cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, ánh đao là sán lạn màu vàng, sắc bén cực kỳ. Chỗ đi qua, tử sĩ chia năm xẻ bảy, trở thành một chồng đồng nát sắt vụn. Thật mạnh, giang thần cả kinh, hãng nhất thăng long bảng ba vị trí đầu nhân vật, quả nhiên danh bất hư truyền, không nói tâm trí cùng tính cách làm sao, liền này một đao hoàn toàn xứng đáng. Hả, khả năng là Giang Thần quan sát quá rõ ràng. Mộ Dung Long phát giác ra, ánh mắt nhìn về phía bên này. ở hắn ra hiệu hạ, trong đội ngũ đi ra hai người, hai bên trái phải vây lên đến. Giang Thần ám đạo không được, lúc này không có bất kỳ biện pháp nào, hơi động sẽ bị phát hiện. Linh hầu bỗng nhiên nhảy đến trên tảng đá lớn diện, nhe răng nhếch miệng một phen, nhanh chóng nhảy đến trên vách đá. Lực chú ý của chúng nhân lập tức bị linh hầu hấp dẫn, nhìn chằm chằm không tha. Long ca, không cần để ý tới, đây chỉ là rất cấp thấp linh thú, thường thường xuất hiện ở có báu vật địa phương. Mộ Dung Long liếc mắt nhìn, không có hứng thú. Chợt, đội ngũ đi vào bên trong cung điện. Bên ngoài Giang Thần lòng ngứa ngáy khó nhịn, không cam lòng báu vật liền như vậy bị Mộ Dung Long lấy đi. Ở hắn dự định mạo hiểm theo vào đi thời điểm, quáng động các nơi tướng tục truyền đến nổ tung thanh nhiều đội nhân mã hầu như là ở đồng thời tới rồi cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất vọt vào bên trong cung điện cứ như vậy giang thần cũng không hề e rè lẫn trong đám người kỳ 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 không trung linh hầu lo lắng kêu to có thể đã không kịp chỉ có thể nhìn giang thần đi vào trong bảo điện có động thiên khác không chỉ là bốn phía vách tường quay về cửa vách tường là một cái đường nối thật dài giang thần đi vào sau phát hiện mình đi tới một ngọn núi bên trong đường nối xây ở vách đá trung gian bị đào rỗng to bằng cánh tay lớn xích sắt liên kết bện thành một cái lưới lớn lưới sắt bên trong còn có thật nhiều hình vuông lồng sắt bên trong giam giữ nhân đã trở thành từng bộ từng bộ thây khô nguyên lai đây là ngục giam giang thần cuối cùng đã rõ ràng rồi tòa này dưới lòng đất cung điện là dùng tới làm gì hắn hiếu kỳ đến cùng là hạng người gì có thể làm cho thần long hoàng chiều phí sức như thế mất công sức Cố ý ở dưới lòng đất xây dựng như vậy một tòa hoa lệ cung điện đến giam giữ. Là nghịch long chi loạn phản quân, trời ạ, à, nơi này giam giữ đều là thần long hoàng triều hoàng thất. Cái gì mà chỉ là một tòa ngục giam sao? Cái khác Long vực người hiểu rõ lịch sử, mở ra gian thần nghi hoặc. Những này phạm nhân đều có hoàng huyết, coi như là bắt giam, cũng phải ở xứng đáng thân phận mình nhà tù. Cũng khó trách cung điện bề ngoài như vậy hùng vĩ, bên trong nhưng là hoang vu. Ngục giam nơi như thế này không thể có cái gì báu vật. có điều mọi người vẫn là không cam lòng, đem nơi này lật cả đáy lên trời. cuối cùng ánh mắt nhìn về phía điếu trên không trung lồng sắt. tham tài tâm hồn, bọn họ đem chú ý đánh tới cái kia chút thây khô trên người. ai dám mạo phạm ta thần long hoàng triều tổ tông? đột nhiên gầm lên một tiếng đem những người kia đẩy lui, chỉ thấy tô hình một mặt tức giận đứng ở một sợi xích sắt trên. những người này đều từng là thần long hoàng thất, cũng là ta tả vân điện tổ tông. Tô Hình nói rằng, lời vừa nói ra, mọi người trâu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi. Tà Vân Điện là thần Long Hoàng Triều sức mạnh còn sót lại xây, đây là Long Vực Đại đa số người biết đến. Nhưng đây chỉ là tin tức ngầm, từ xưa tới nay chưa từng có ai chứng minh quá, Tà Vân Điện đối với này cũng là tránh. Có thể Tô Hình vào lúc này thừa nhận, lấy thần Long Hoàng Triều đời sau tự xưng. Tô Hình, người sốt sắng như thế, chẳng lẽ những này thay khô cất giấu bí mật? Mộ Dung Long cũng không sợ hắn, đưa ra nghi vấn. Thầy khô có thể có bảo vật gì? Tô Hình không phản đối nói rằng, vậy hãy để cho chúng ta lục soát chứ. Mộ Dung Long hùng hổ dọa người, một bước cũng không nhường. Tô Hình gương mặt âm trầm lại, sắc bén như kiếm ánh mắt nhìn sang. Không nên làm ta sợ. Mộ Dung Long cười quái dị một tiếng, khí thế đồng dạng là không kém. Vào lúc này, Lệ Nam Tinh mở miệng nói, thầy khô không có bảo vật, nhưng mỗi một bộ thầy khô đều là báu vật. hắn nói lời kinh người, gây nên tất cả xôn xao. cái kia tô hình sắc mặt có chút khó coi, ngàn năm bất hủ, xác thực là không giống bình thường a. À. tất cả mọi người bị nhắc nhở, tinh thần phấn chấn, đối với tô hình kiêng kỵ giảm bớt không ít. thêm vào có mộ dung long cùng tô hình ở, bọn họ chỉ cần tay rất nhanh, cướp được bao nhiêu là bao nhiêu. ha 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 ha! đột nhiên, tô hình cười to lên, thô bạo ma khí không hề che giấu, bộc phát ra lay động hết thảy hết thảy xích sắt, tạo thành không nhỏ động tính. Chết đến nơi rồi các ngươi, còn như vậy lòng tham, thực sự là đáng đời. Tô Hình nói rằng, họ Tô, người có ý gì? Mộ Dung Long lạnh lùng nói, không tốt, gian thần nghĩ tới điều gì, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía lao tù, đợi đến xác định trong lòng suy đoán sau, hét lớn, những này thây khô đã bị luyện thành tử sĩ. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, những này tử sĩ sẽ sống lại. Cùng lúc trước trông coi tử sĩ không giống, những này bị nhốt lại tử sĩ phải mạnh hơn mấy lần. Nguyên lai like đây chính là tà vân điện âm mưu, tiểu thế giới không thể có tôn giả tiến vào vào, có thể ở đây hạn chế trước, thì có tôn giả ở bên trong sẽ như thế nào. Cái kia đem đại sát tứ phương, thế không thể đỡ. chương 440, nghịch Long Tiên Phong, tử sĩ thực lực không phải nhất thành bất biến, mà là căn cứ người chết khi còn sống cảnh giới cao thấp mà tới. Cảnh giới càng cao giả, luyện thành tử sĩ quá trình liền càng khó khăn nhưng cũng sẽ càng lợi hại mọi người nghe giang thần này một cổ họng như vừa tình giấc chiêm bao mau mau quay đầu xây ở vách đá đi ra có điều rộng 5 mét trên thành một đoàn không nói còn kém điểm có nhân ngã xuống chờ đến bọn họ thật vất vả trở lại lối vào một tấm thiên long cửa đột nhiên xuất hiện ngăn trở đường đi đem tất cả mọi người đều cho đổ ở bên trong từ trần anh linh a chấn chỉnh lại thần long hoàng triều vô thượng quyền uy đi Tô hình giang hai cánh tay, nương theo hắn dứt lời hạ, cái kia đóng ở trên vách đá xích sắt kịch liệt lay động, lao tù lan can sắt cũng có yêu dị hồng quang bốc lên. Mọi người lúc này mới chú ý tới lao tù trên lan can sắt có khắc nòng nọc như thế chữ nhỏ. Mỗi cái chữ đều có kinh thế uy năng, chật hẹp ngọn núi bên trong như là sắp không chịu nổi, chính đang dao động, mọi người dưới chân làm bằng gỗ đi ra cũng ở nứt toác. Cũng còn tốt tình huống không có tiến một bước chuyển biến xấu xuống lao tù bên trong thây khô vào lúc này động. Tổng cộng 7 cổ thây khô, cũng như tượng sáp giống như vậy, trong đôi mắt thậm chí không có con ngươi, gầy gò thân thể hoàn toàn là da bọc xương, như bộ xương ác quỷ. Nhưng là, cái kia nhìn qua không đỡ nổi một đòn bên trong thân thể, có ở đây nhân khó có thể chống đỡ sức mạnh. Tô hình, tất cả những thứ này đều là của ngươi tính toán. Mộ dung long vẫn tính là chấn định, trầm giọng hỏi. Tình báo là so với bất luận là đồ vật gì đều trọng yếu hơn, các người đối với bí tàng không biết gì cả, chỉ có bị mưu hại phần. Tô hình lúc này không tiếp tục ẩn giấu chính mình bản tính, mà uy hiển hách, ánh mắt lãnh khốc vô tình. Người muốn thế nào, giết sạch chúng ta, mộ dung long hỏi. Nghe nói như thế, không ít người nhìn về phía tô hình, căng thẳng bất an. Bởi vì lòng tham, vận mệnh của bọn họ bị nắm giữ ở tô hình trong tay. Tà vân điện kẻ địch, chỉ có anh hùng điện, tô hình cái kia hàn ý bước người ánh mắt đảo qua mọi người, hai đội anh hùng điện người biết vậy nên vô hình áp lực người chung quanh cũng cách khá xa xa sợ bị liên lụy đến cùng với anh hùng điện trận doanh người tô hình lại nói lần này mọi người nghe rõ ràng tô hình ý tứ đây là muốn khiến người ta trung thành với hắn chúng ta đồng ý gia nhập tà vân điện tô hình sư huynh còn xin đừng nên lạm sát kẻ vô tội đúng đấy chúng ta cùng anh hùng điện không có quan hệ rất nhiều người căn bản không làm sao do dự vội vã tỏ thái độ, sợ bị nhân đoạt trước tiên. Như vậy, các ngươi đầu nhận dạng đây." Tô Hình lạnh lùng nói. Nhất thời, những người này sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía anh hùng điện người, này đầu nhận dạng là chỉ cái gì, bọn họ lại quá là rõ ràng. "Thực sự là thủ đoạn tàn nhẫn a." Giang Thần trong lòng thầm nói, lúc trước Tô Hình chỉ huy mọi người thành lập phòng tuyến thời điểm, hắn liền cảm thấy người này không đơn giản. Sau khi phần này lợi hại dùng tới đối phó chính mình thời điểm, mới biết lợi hại bao nhiêu có điều giang thần không có manh động trời sập xuống còn có cao to đầy lệ nam tinh vẻ mặt không thay đổi yên lặng nhìn những người khác biểu hiện chúng ta duy trì trung lập mộ dung long nói rằng không có chuyện tốt như vậy lệ nam tinh nhất định phải chết vào ngươi tay tô hình như là sớm đoán được hắn sẽ như vậy nói không chút suy nghĩ liền nói nói tà vân điện người quả thật là lòng dạ độc ác a à. mộ dung long cười lạnh một tiếng hướng về lệ nam tinh bên người vừa đứng, nói, vậy ta rồi cùng lệ nam tinh đồng thời chiến ngươi. Thu hồi người vậy cũng cười ngạo khí đi, tô hình lắc lắc đầu, toát ra vẻ châm chọc, lao tù bên trong bảy người, chính là năm đó nghịch long chi loạn, nghịch long quân bảy đại tiên phong, mỗi người đều là tôn giả đỉnh cao, coi như là trở thành tử sĩ, thực lực giảm mạnh, cũng vẫn như cũng là tôn giả. Tiếng nói vừa dứt lao tù bị phá tan, bảy cái tiên phong không nhìn trận pháp ảnh hưởng, đứng lơ lửng trên không tùy tiện một cái tử sĩ liền có thể diệt giết các ngươi hết thảy mộ dung long ta lại cho ngươi một lần làm quyết định cơ hội nghe vậy mộ dung long nhíu chặt mày hỏi các ngươi tả vân điện là dự định phát động chiến tranh sao ở bên ngoài chiến tranh đã khai hỏa tô hình cười lạnh nói cái gì này không thể nghi ngờ là bom nặng cân kinh động tất cả mọi người tô hình không thể tùy tiện nói ra lời này vô cùng có khả năng là thật sự anh hùng điện đệ tử đều sẽ gặp phải ngập đầu tai ương tốt ta cùng ngươi hợp tác mộ dung long ở nhận rõ ràng thế cuộc sau nhìn lệ nam tinh một chút rời đi bước chân các ngươi đều chọn xong chưa lẽ ra nên lo lắng nhất lệ nam tinh rốt cục có phản ứng bình thường của hắn tay đặt ở trên chuôi kiếm không ai trả lời còn chống đỡ anh hùng điện người không tới một phần ba lại có bảy bộ tiên phong tử sĩ thế cuộc đã không thể dùng gay gâu để hình dung lệ nam tinh nhận mệnh đi ngươi thua rồi thua không có bất kỳ chỗ trống. Tô Hình đắc y nói, đây chính là của ngươi toàn bộ kế hoạch sao? Mang chúng ta đến ngươi đã sớm biết hành cung. Lệ Nam Tinh hỏi, ngươi biết, ta vân điện người đều có một chiếc chìa khóa, đối ứng tiểu thế giới một chỗ địa điểm. Tô Hình chìa khóa chính là chỉ về toàn này hành cung. đúng thế, Lệ Nam Tinh nói rằng, vậy ngươi định làm gì? Tô Hình trong lòng có chút bất an, nhưng ở bề ngoài không thấy được. ở ta làm thế nào trước? ta vì ngươi ngu xuẩn cảm thấy bi ai. Lệ Nam Tinh nói lời này thời gian đưa tới tất cả mọi người ánh mắt khác thường bao quát giang thần ở bên trong. Ô tô hình đang muốn châm chọc một tiếng, thế nhưng Lệ Nam Tinh không có cho hắn cơ hội. Luân hồi kiếm, vạn thế luân hồi. Lệ Nam Tinh rút ra kiếm của mình, này thanh gọi nhân hiếu kỳ kiếm ra khỏi vỏ thời gian, kiếm uy kinh thiên, ánh sáng vạn trược, phảng phất liệt nhật rơi dụng mà xuống. Tất cả mọi người đều thấy không rõ lắm trước mắt sự vật làm không ra bất kỳ phản ứng. Chỉ nghe bảy lần gấp gáp trầm thấp tiếng vang, tiếp theo ánh kiếm biến mất không còn tăm hơi, lệ nam tinh đứng ở một sợi xích sắt, kiếm trong tay đã thu sao. Mọi người khắp nơi nhìn xung quanh, cũng không có phát cái gì không giống. Hai, ba giây sau, mọi người phát hiện bảy bộ người tích cực dẫn đầu tử sĩ thi thể bắt đầu xa hóa, cát vàng không ngừng hạ xuống, thân thể cũng ở biến mất. Bị tô hình nói tới cỡ nào ghê gớm tử sĩ, bị một chiêu kiếm diệt sạch, Tô hình mang đến nguy cơ, không còn tồn tại nữa, vừa nãy vội vã đứng thành hàng người đầy mặt lúng túng. Người sớm biết tử sĩ tồn tại, ở vắng lặng gần như sau một phút, triệt để thất thố tô hình gào thét nói. Đúng đấy, lệ nam tinh hào phóng thừa nhận, nếu như không phải sớm làm được, không thể luyện thành nhầm vào tử sĩ một chiêu kiếm. Đa tạ người dẫn đường, lệ nam tinh lại nói, từ đầu tới đuôi, coi chính mình ở tính toán người khác tô hình phát hiện mình hoàn toàn bị người khác nắm mũi dẫn đi, đem lang lĩnh đến tòa này trong bảo khố. Hiện tại, mất đi niềm tin tất thắng, hắn không thể sẽ cùng lệ nam tinh tử chiến. Như vậy lòng đất này hạ tất cả, đương nhiên phải bị chia đều. Cái cửa này, làm sao mở ra? Đột nhiên, có người phát hiện cái gì? Nguyên lai like cái kia phiến thiên long cửa đã bị mở ra, nhưng chỉ mở ra một cái nho nhỏ chỗ hồng, chỉ cung một người ra vào. Hết tập 22. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Nhớ ấn like video và đăng ký để ủng hộ kênh nhé.